Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 129. Đạo lão nhị im lặng, một lát sau, y dương mắt nhìn về pho tượng ở phía trước, vẻ mặt rất phức tạp, nếu sư tôn vẫn còn, thế gian này có ai dám bắt nạt đạo môn ta? Đạo lão tứ lặng thinh. Sư tôn. Lúc lão tổ đạo môn còn ở đây, há có ai dám không tôn trọng đạo môn? Ai dám bất kính với đạo môn? Đạo môn nói một lời, thế gian có ai dám trái lệnh? Mà bây giờ, đạo lão tứ thấp giọng thở dài, là chúng ta vô năng. Đạo lão nhị nhẹ giọng nói, quả thật. Bởi vì chuyện Diệp Huyên lúc trước, bây giờ rất nhiều người đã có ý định rút lui, vì thế chúng ta không thể chờ thêm được nữa. Thánh địa đã đồng ý sẽ đối phó với cô gái áo bào trắng và Tư Đồ Thính Vân rồi à? Nếu đã vậy thì mọi chuyện dễ dàng rồi. Đạo lão nhị im lặng. Đạo lão tứ hỏi, đang lo về Diệp Liên và cô gái váy trắng. Đạo lão nhị gật đầu, không riêng gì hai người này, ta sợ sau lưng hắn còn có những người khác. Thực lực của những người này. Đạo lão tứ nhìn về phía đạo lão nhị, huynh hối hận rồi. Quả thật có chút hối hận rồi. Trực giác nói cho ta biết, có lẽ chúng ta đã đi trên con đường không có lối về. Đạo lão tứ khẽ cười nói, nhị sư huynh, huynh có từng nghĩ một khi Diệp Huyên gọi đại đạo chi linh ra, thì khi ấy, hai người chúng ta đều phải cúi đầu xưng thần với hắn không? Đạo lão nhị im lặng. Đại đạo chi linh. Sở dĩ đạo môn đến giờ vẫn không có chủ nhân là bởi vì lão tổ từng nói, phải là người nắm giữ đại đạo chi linh mới là chủ nhân tiếp theo của đạo môn. Mà năm đó, nội bộ đạo môn vì tranh giành đạo kinh hoàn chỉnh mà xảy ra nội chiến. Cũng chính bởi vì nội chiến nên đạo kinh mới bị phân thành 9 phần, sau đó rơi xuống giải rác khắp chư thiên vạn giới. Và cũng vì lần nội chiến đó mà thực lực của đạo môn tụt dốc rất nhiều. Lúc này, đạo lão tứ bỗng nói, chúng ta đã không có đường lui. Chỉ có thể liều hết mọi giá để giết chết Diệp Huyên, đoạt lại đạo kinh, sau đó gọi đại đạo chi linh ra. Đạo lão nhị gật đầu, đúng là không còn đường lui. Bây giờ y đã kết thành tử thù với Diệp Huyên, có thể nói, không phải Diệp Huyên chết thì chính là đạo môn vong. Không còn đường khác nữa. Chỉ có thể giết chết Diệp Huyên thôi. Nghĩ đến đây, đạo lão nhị bỗng đứng lên, triệu tập tất cả mọi người. Đạo lão tứ đứng dậy rời đi. Chỉ chốc lát, tất cả cường giả bên trong đạo môn đều lũ lượt chạy về, không đến một phút, trong vùng trời đạo môn đã tụ tập hơn 600 vị cường giả quy nhất cảnh. Đội hình này phải nói là vô cùng khủng bố. Hơn 600 cường giả quy nhất cảnh, có thể nói nơi này đã tập hợp ít nhất một nửa cường giả quy nhất cảnh trong thế gian lại đây. Tuy thực lực đạo môn bây giờ không bằng trong quá khứ, nhưng sức hiệu triệu vẫn còn đấy. Trong điện, đạo lão nhị đứng dậy rời đi, lão đi tới trong một vùng tinh không, trước mặt lão không xa chính là thánh chủ thánh địa vô biên. Đạo lão nhị nhìn thánh chủ, nếu hai người phụ nữ kia xuất hiện, thánh địa ngươi có thể xử lý được không? Thánh chủ cười nói, có thể. Vậy thì tốt rồi. Nếu tiêu diệt được Diệp Huyên, thánh địa ta muốn một quyển đạo kinh hoàn chỉnh. Không thành vấn đề. Bao gồm cả tâm pháp và võ học đạo kinh trong đó. Được. Thánh chủ gật đầu, các ngươi đi đi. Nếu hai nàng kia xuất hiện, thánh địa ta sẽ ra mặt. Nói xong, ông ta xoay người biến mất. Đạo lão nhị đứng tại chỗ, vẻ mặt thả lỏng hơn rất nhiều. Có sự giúp đỡ của thánh địa, lần này y có thêm vài phần tự tin có thể tiêu diệt được Diệp Huyên. Chẳng mấy chốc. Đạo lão nhị và đạo lão tứ đã dẫn tất cả cường giả đi tới vũ trụ ngũ duy. Hai người bọn họ không muốn chờ thêm nữa. Mà lần này, đạo môn đã dốc hết toàn bộ lực lượng một cách chân chính. Rất hiển nhiên, đạo môn muốn quyết tử chiến. Mà sau khi đám người đạo lão nhị rời khỏi đạo vực không bao lâu, Diệp Huyên bỗng xuất hiện ở đạo vực. Hắn đã ẩn nấp trong bóng tối từ trước rồi. Sau khi đám người đạo lão nhị rời đi hắn mới hiện thân. Tất nhiên bây giờ hắn sẽ không đi theo liều mạng với bọn đạo lão nhị. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, không thể không nói, bây giờ đạo vực rất hiu quạnh, vô cùng vắng vẻ, bởi vì tất cả cường giả đỉnh cao của đạo môn đều đã đi đến vũ trụ ngũ duy.
Diệp Huyên đi xuống dưới, đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ giống lên từ phương xa, ngươi là người phương nào? Diệp Huyên tiện tay tung một kiếm ra, ngoài mấy trăm trượng ở phía xa, một cái đầu bay ra ngoài. Cùng lúc đó, 20 người áo đen đột nhiên im hơi lặng tiếng xuất hiện ở khắp bốn phương tám hướng, chỉ chốc lát, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước một tòa đại điện, ở đây có bày một pho tượng. Tượng lão tổ đạo môn. Diệp Huyên liếc nhìn pho tượng này, sau đó đi vào trong đại điện. Trong điện rất hiu quạnh, không có một ai. Diệp Huyên cười, hắn xòe lòng bàn tay ra, chín quyển đạo kinh xuất hiện trong tay hắn, hắn nhìn lướt qua rồi cười nói, để xem các ngươi có hoảng không. Nói rồi, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chín quyển đạo kinh trước mặt hắn bỗng rung lên. Dung hợp. Trong nháy mắt chín quyển đạo kinh rung lên, một luồng khí tức thần bí đột nhiên phóng lên trời từ trong đạo môn, đâm thẳng vào trời sao bao la. Đạo kinh dung hợp. Chấm chấm chấm. Ở một bên khác, đám người đạo lão nhị đang chạy một đường đến vũ trụ ngũ duy, đúng lúc này, một giọng nói bỗng vang lên trong đầu y. Đạo lão nhị cau mày. Đạo lão tứ hỏi, Diệp Huyên đi tới đạo vực. Đạo lão nhị gật đầu. Đạo lão tứ khẽ nhíu mày, trở về không? Không cần, hắn sẽ tự về vũ trụ ngũ duy thôi. Bởi vì hắn còn gấp hơn chúng ta. Đạo lão tứ gật đầu. Mọi người tiếp tục tiến lên. Mà không bao lâu sau, đạo lão nhị bỗng khựng lại lần nữa, một lát sau, chóng mắt y đột nhiên co lại, hắn đang dung hợp đạo kinh, hắn sắp triệu hoán đại đạo chi linh, về đạo vực. Nói xong, y lập tức xoay người rời đi. Đạo lão tứ ngây người, cũng xoay người chạy theo. Triệu hoán đại đạo chi linh. Diệp Huyên muốn triệu hoán đại đạo chi linh ở đạo vực. Nhìn thấy hai người đạo lão nhị chạy ngược về, rất nhiều người đi theo đều ngơ mặt ra. Không đến vũ trụ ngũ duy nữa. Một lát sau, mọi người cũng vội chạy theo. Đám người đạo lão nhị chạy về đạo vực với tốc độ nhanh nhất, mà lúc họ về lại được đạo vực thì Diệp Huyên bỗng ngừng lại. Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, sắc mặt xám xịt, vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên cười nói, không ngờ các ngươi lại về thật. Đạo lão nhị chậm rãi siết tay phải lại, lúc này, Diệp Huyên ở phía xa bỗng bật cười, đạo lão nhị, nếu ông ra tay thì ta lập tức dung hợp đạo kinh, gọi đại đạo chi linh ra. Đạo lão nhị híp hai mắt lại, ngươi uy hiếp ta. Đúng đấy. Đạo lão nhị nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên, tay phải chậm rãi cuộn lại. Triệu hoán đại đạo chi linh. Nếu như Diệp Huyên gọi đại đạo chi linh ra thật, mà đại đạo chi linh lại giúp đỡ Diệp Huyên, thì khi đó, tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên vô cùng lúng túng. Phải biết, lão tổ đạo môn từng nói, ai nhận được sự đồng ý của đại đạo chi linh thì chính là chủ nhân của đạo môn. Nếu Diệp Huyên được đại đạo chi linh tán thành thì lúc ấy, y giết Diệp Huyên thì chẳng khác nào vi phạm vào lời của lão tổ, sẽ có rất nhiều người phản lại y. Phải biết, phần đông người trong đạo môn đều tôn kính lão tổ như thần. Đúng lúc này, đạo lão tứ cách đó không xa bỗng nói, Diệp Huyên, người dung hợp đi. Nghe vậy, đạo lão nhị nhìn về phía đạo lão tứ cười nói, để hắn dung hợp. Đạo lão nhị muốn nói lại thôi. Lúc này, đạo lão tứ truyền âm huyền khí cho đạo lão nhị, sau khi hắn dung hợp, đại đạo chi linh chưa chắc đã đồng ý trợ giúp hắn. Đạo lão nhị sửng sốt. Đúng vậy. Đại đạo chi linh sẽ nhận Diệp Huyên làm chủ. Chắc chắn là không rồi. Bởi vì lúc trước, sau khi lão tổ đạo môn rời đi, đại đạo chi linh chưa từng thần phục bất cứ ai, nếu không, đạo môn bây giờ cũng không đến mức rồng rắn không đầu. Nghĩ tới đây, đạo lão nhị nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên, người dung hợp đi. Diệp Huyên trầm mặc, trong lòng có chút sợ hãi. Đại đạo chi linh này có nhận mình làm chủ không đây? Phải biết, nó là người của đạo môn, lỡ như triệu hoán phải một cục đá ra đập vào chân mình thì toi. Dung hợp đại đạo chi linh. Thật ra trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi. Bởi vì hắn vẫn nhớ rõ lời thanh chủ nói, đại đạo chi linh chẳng phải thứ tốt lành gì. Hắn nhìn ra được đạo môn rất e dè trước đại đạo chi linh,
nhưng nếu sau khi đại đạo chi linh ra ngoài mà không chịu nhận hắn, rồi đứng luôn về phe đạo môn, thì lúc đó đúng thật là thốn không còn gì để tả nữa. Lúc này, đạo lão nhị đột nhiên cười lạnh, Diệp Huyên, người còn chờ gì nữa? Diệp Huyên nhìn về phía đạo lão nhị, cười nói, theo ý các ngươi đi. Lời vừa dứt, hắn bỗng chắp hai tay lại, bắt đầu hợp nhất chín cuốn đạo kinh nhờ vào sự chuyển vận sức mạnh của bản thân. Vào giây phút chín quyển đạo kinh hợp nhất, một luồng sức mạnh vô hình lấy Diệp Huyên làm trung tâm lan truyền khắp bốn phía, không gian xung quanh đột ngột nổi lên từng gợn sóng. Ở nơi xa, sắc mặt của đám đạo lão tứ dần trở nên ngưng trọng. Đại đạo chi linh là tinh linh được hội tụ bởi đạo kinh, đã theo chân lão tổ đạo môn lâu nhất, mà địa vị của đạo kinh trong đạo môn chỉ sau mỗi lão tổ đạo môn. Nếu đại đạo chi linh đứng ở phía Diệp Huyên, quả thật sẽ vô cùng bất lợi đối với đạo môn. Tất thảy người có mặt đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Huyên. Thời gian dần trôi qua, quyển đạo kinh trong tay Diệp Huyên đột nhiên phát ra một luồng sáng trắng, ánh sáng chậm rãi bay lên không trung. Diệp Huyên nhìn ánh sáng trắng kia, ở giữa nó dần dần ngưng tụ thành một cái bóng mờ mờ. Đại đạo chi linh. Cách đó không xa, vẻ mặt của vô số cường giả đạo môn dần trở nên kích động. Đại đạo chi linh kìa. Sau khi lão tổ đạo môn tạ thế, đại đạo chi linh liền trở thành biểu tượng của đạo môn, đáng tiếc bản thân đạo môn lại xảy ra nội chiến, khiến đạo kinh bị chia thành chín quyển, từ đó đại đạo chi linh cũng chìm vào giấc ngủ say. Mà bây giờ, cuối cùng đại đạo chi linh cũng sắp sửa xuất hiện. Nhưng đúng lúc ấy, quyển đạo kinh trước mặt Diệp Huyên lại đột nhiên bốc cháy. Diệp Huyên sửng sốt. Tất cả mọi người cũng sửng sốt. Chuyện gì thế này? Diệp Huyên cua tay phải về phía cuốn đạo kinh đang bốc cháy, thế nhưng lại có một luồng sức mạnh cường đại trực tiếp đẩy hắn ra xa hơn trăm trượng. Diệp Huyên giật nảy, hắn nhìn về phía quyển đạo kinh kia một lần nữa. Lúc này, cả cuốn đạo kinh hoàn chỉnh đã hóa thành một đám lửa rồi biến mất tăm ở tinh không. Biến mất rồi. Hiện trường, tất cả mọi người đều ngây ra như phỗng. Cứ thế mà biến mất sao? Đạo lão tứ và đạo lão nhị liếc nhau một cái, trong mắt cả hai đều ẩn chứa vẻ nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, Diệp Huyên cũng có phần ngây sững. Cứ thế biến mất rồi hả? Đại đạo chi linh thì sao? Dường như nghĩ tới gì đó, hắn nhìn về phía đạo lão nhị ở nơi xa, sau đó xoay người bỏ chạy. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, chỉ chớp mắt đã biến mất tăm khỏi tinh không. Thấy Diệp Huyên chạy trốn, đạo lão nhị lập tức gằn giọng đuổi theo. Lời vừa dứt, y cũng xông ra ngoài đầu tiên. Lúc này y chẳng còn hơi sức để quan tâm đến chuyện đạo kinh nữa. Giải quyết Diệp Huyên trước mới là chuyện quan trọng. Diệp Huyên cứ thế chạy vụt đi giữa tinh không, sau lưng hắn là gần 700 cường giả quy nhất cảnh. Lần này, đạo môn thật sự muốn liều mạng với hắn. Đúng lúc ấy, đạo lão nhị đột ngột dừng lại, y nhìn về phía kiếm quang ở tinh không xa xăm, chúng ta tới vũ trụ ngũ duy. Dứt lời liền quay người rời đi. Cứ đuổi theo Diệp Huyên kiểu này thật sự quá lãng phí thì giờ. Đến thẳng vũ trụ ngũ duy, chắc chắn Diệp Huyên sẽ quay về ngũ duy. Nhoáng cái, phe đạo lão nhị đã đặt chân tới vũ trụ ngũ duy. Giữa tinh không xa xăm, Diệp Huyên bỗng ngừng bước, hắn nhìn theo phương hướng đám đạo lão nhị rời khỏi, đó chính là hướng đi tới ngũ duy. Diệp Huyên khẽ mở lòng bàn tay, một chiếc bùa truyền âm đột ngột biến mất, chốc lát sau, không gian trước mặt hắn dần dần rung động, có giọng nói truyền ra. Diệp Huyên im lặng một thoáng, sau đó quay người rồi biến mất ở phía cuối chân trời. Vũ trụ ngũ duy. Trong kiếm điện, Diệp Chi Mệnh đang ngồi tĩnh tọa dưới đất, trước mặt nàng ra có 9 cuốn trục, đó chính là 9 quyển đạo kinh. Nhưng 9 quyển này đều là bản sao, chứ không phải bản gốc. Trước mặt Diệp Chi Mệnh chính là Niệm Niệm. Tay trái của Niệm Niệm đang cầm một xiên cá, tay phải là một sâu mứt quả. Cô bé cứ chốc liếm cá, lát lại liếm mứt quả. Diệp Chi Mệnh đột nhiên nhìn Niệm Niệm, gọi, Niệm Niệm. Niệm Niệm nhìn Diệp Chi Mệnh, sao vậy Chi Mệnh tỷ tỷ? Diệp Chi Mệnh cười nói, Niệm Niệm, hãy nói thật với ta, có phải muội nhớ lại rồi không?
Niệm Niệm mở to mắt, nhớ lại. Diệp Chi Mệnh gật đầu. Niệm Niệm lắc đầu, chưa mà, có nhiều chuyện ta nghĩ mãi chẳng ra á. Diệp Chi Mệnh im lặng. Trông Niệm Niệm không giống như đang nói dối. Nhưng trực giác mách bảo nàng rằng Niệm Niệm trước mặt ngày càng không giống với lúc trước. Đúng lúc này, Niệm Niệm đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Chi Mệnh, cười nói, Chi Mệnh tỷ tỷ, ta đi chơi nhá. Dứt lời, cô bé liền đứng dậy, chạy vụt đi. Diệp Chi Mệnh ở trong điện bỗng nhíu mày, nàng ta đuổi theo sau nhưng đã không còn thấy bóng dáng Niệm Niệm đâu nữa. Không thấy đâu. Diệp Chi Mệnh sững sờ tại chỗ. Khoảng không bên trên đạo thành, trong đám mây có một cô gái mặc váy xanh sẫm lẳng lặng đứng đó, sau lưng nàng ta chính là vị thánh chủ kia. Lúc này, cô gái đột nhiên quay đầu, cách đó không xa, tầng mây dần tách ra, một cô gái khác chậm rãi đi tới. Chính là Niệm Niệm. Cô gái nhìn về phía Niệm Niệm, mỉm cười. Niệm Niệm đi tới bên cạnh cô gái, cả hai không nói câu nào, cứ lẳng lặng đứng như thế. Lúc này, ở tinh không xa xăm bỗng cuồn cuộn từng luồng uy áp mạnh bạo. Cường giả đạo môn tới rồi. Niệm Niệm khẽ liếm mứt quả, vẫn không ừ chẳng hử. Cô gái khẽ liếc sâu mứt quả trong tay Niệm Niệm, cười nói, mứt quả hả, cô nhóc trắng nào đó cực kỳ thích thứ này, còn cả cô bé kia nữa, cả hai bọn họ đều thích mứt quả. Niệm Niệm tiếp tục liếm láp mứt quả, không lên tiếng. Cô gái cười nói, người sợ ta ra tay nên mới tới đây trông chừng ta sao? Niệm Niệm liếc cô ta, người dám ra tay à? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cô gái lắc đầu, không dám. Dứt lời, nàng ta nhìn sang Niệm Niệm, lại cười, người cũng thế thôi. Niệm Niệm nhún vai, tiếp tục liếm mứt quả. Cô gái nọ chẳng nói gì thêm, nàng ta nhìn về phía xa. Lúc này đám đại lão nhị đã tiến vào tinh không của vũ trụ ngũ duy. Phải nói rằng, cách biệt thực lực giữa ngũ duy hiện giờ và đạo môn quả thật rất lớn. Ở đạo thành bên dưới, Bạch Đế Tử nhìn đám đại lão nhị trên không trung, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Ông ta đã dự đoán được ngày này sẽ tới mà. Sau lưng ông ta là nhóm người Lý Thiện Thủy. Tất cả đều là cường giả siêu cấp tới từ thế giới Bà Sa. Lý Thiện Thủy nhìn về phía đám đạo lão nhị ở chân trời, vẻ mặt bình tĩnh, thật ra, trong lòng ông ta cũng chẳng hề hoảng hốt hay luống cuống. Vì sao ư? Ai chưa từng tiếp xúc với cô gái áo bào trắng kia sẽ không biết cô ấy đáng sợ tới mức nào? Lúc trước chẳng phải Huyền Ngoa Tông cũng giống với đạo môn hiện tại, cảm thấy Diệp Huyên dễ ức hiếp đấy sao? Nhưng kết quả thế nào? Không chỉ mình Lý Thiện Thủy chẳng hốt hoảng mà những cường giả khác tới từ thế giới Bà Sa cũng vô cùng bình tĩnh. Thật ra mới đầu họ cũng hơi bất an, bởi vì phe địch có quá nhiều cường giả. Nhưng chỉ cần nghĩ tới hai cô gái kia, bọn họ liền bình tĩnh lại. Hai người họ chẳng khác nào thần tiên vậy. Ở chân trời, đạo lão nhị nhìn xuống phía dưới, so với đạo môn, quả thật thực lực của vũ trụ ngũ duy quá yếu. Nhưng y lại không dám coi thường nơi này. Đúng lúc ấy, một chàng trai đột nhiên xuất hiện trước mặt đám đạo lão nhị không xa. Đó chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Diệp Huyên, vẻ mặt của Bạch Đế Tử thoáng thả lỏng phần nào, không phải ông ta sợ Diệp Huyên chạy mất, chỉ là có tiểu tử này ở đây thì ông ta sẽ thấy yên tâm hơn. Đạo lão nhị nhìn Diệp Huyên, người của ngươi đâu? Diệp Huyên bật cười. Không hề đáp lời đạo lão nhị, mà lại quay đầu nhìn về phía những cường giả quy nhất cảnh có mặt, các vị, ta biết trong lòng nhiều người ở đây không hẳn hướng về đạo môn, chẳng qua chỉ muốn nhận được lợi ích nên mới tới giết Diệp Huyên ta. Ta và các vị không thù không oán, nếu giờ các vị rời khỏi đây, ta sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ở hiện trường, đám cường giả quy nhất cảnh đều nhìn Diệp Huyên, không nói chẳng rằng, cũng không có người nào rời khỏi. Hiện giờ phía đạo môn gần như đang chiếm ưu thế áp đảo, sao bọn họ lại rời đi cơ chứ? Không thấy ai rời đi cả, Diệp Huyên bỗng bật cười, sau đó nhìn về phía đạo lão nhị, đấu tay đôi không? Lão nhị! Vẻ mặt của đám người nơi đây đều hiện rõ nét quái lạ. Đạo lão nhị nhìn Diệp Huyên, ta
ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nếu người của ngươi không xuất hiện, vậy thì ngươi hãy chịu chết chung với Ngũ Duy đi. Kết câu, hắn liền chỉ huy, động thủ. Dứt lời, hơn 20 bóng người đột nhiên lao ập từ chân trời xuống. Tất cả đều là cường giả quy nhất cảnh đỉnh cao, hơn nữa, khí tức của họ gần như đạt tới bán bộ thần cảnh rồi. Đạo vệ. Đây là 20 người mà đạo môn đã tỉ mỉ bồi dưỡng, thực lực của họ vượt qua những cường giả quy nhất cảnh khác. Mục tiêu của 20 người này chính là Diệp Huyên. Đạo lão tứ và đạo lão nhị không hề tham chiến, bọn họ đang đợi xem ai tới cứu Diệp Huyên thì sẽ lao lên đánh người đó. Ở bên dưới, vẻ mặt Diệp Huyên vẫn vô cùng bình tĩnh, đúng lúc này, Lý Thiện Thủy đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía Lý Thiện Thủy, ông ta cười chữ ngượng, Diệp công tử, hãy để Huyền Hoa Tông chúng ta được đóng góp đôi điều. Diệp Huyên hỏi, ông chắc chứ? Lý Thiện Thủy nghiêm túc nói, tất nhiên rồi. Diệp Huyên gật đầu, giơ tay tỏ ý xin mời. Lý Thiện Thủy ngẩng đầu nhìn về phía 20 kẻ đang ập tới, vẻ mặt bình tĩnh. Ông ta khẽ mở lòng bàn tay, một chiếc mộc ấn đột nhiên xuất hiện rồi bay lên, gọi tổ. Gọi tổ. Vẻ mặt của Diệp Huyên ở một bên bỗng có phần quái lạ. Trước kia toàn là kẻ khác gọi tổ tiên tới đánh hắn, đây là lần đầu tiên thấy người ta gọi tổ tiên mình tới để bảo vệ hắn cơ đấy. Thật ra trong lòng Lý Thiện Thủy lúc này cũng rất phức tạp. Có thể nói đây chính là chiêu chốt của Huyền Hoa Tông, trước đó vốn định sử dụng với cô gái áo trắng, nhưng lúc đó không chắc cú, hơn nữa sau khi thấy thảm trạng không gọi được tổ tông của Huyền Cơ Tông. Ông ta lại càng thấy may vì mình chưa gọi. Lý do gọi tổ lúc này chẳng qua chỉ là muốn biểu hiện đôi chút, nếu không thì Huyền Hoa Tông sẽ chẳng có cảm giác tồn tại ở cái vũ trụ Ngũ Duy này nữa rồi. Lý Thiện Thủy vừa dứt lời, một luồng sáng đen đột nhiên từ bên trong mộc ấn phóng lên tận trời. Khí tức mạnh mẽ trực tiếp khiến cho 20 người của đạo môn dừng lại tại chỗ, ngay sau đó. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào đen xuất hiện ở chân trời. Là lão tổ Huyền Hoa Tông. Nhìn thấy lão tổ của Huyền Hoa Tông, hàng lông mày của đạo lão nhị bỗng nhăn tít lại. Chỉ là một phần hồn phách nhỏ bé. Nhưng trước đây người đàn ông trung niên ấy ít nhất cũng phải là cường giả thần cảnh đỉnh cao trở lên. Đúng lúc này, tộc trưởng Tiêu tộc đương nhiệm Tiêu Khoát ở cách đó không xa đột nhiên hô to, mời tổ tiên. Lời vừa dứt, ông ta liền ném ra một quân cờ màu đen, nó liền biến thành một ánh sáng đen phóng thẳng lên trời. Cùng lúc đó, viện trưởng đương nhiệm của Quy Đạo Viện Thu Mẫn cũng đột ngột cất lời, mời tổ tiên tới. Sau câu nói đó, lại một luồng sáng trắng phóng lên tận trời. Ở một bên khác, môn chủ Cố Vô Chiêu của Huyền Cơ Môn có phần ngại ngùng. Lúc trước Huyền Cơ Môn từng triệu hóa tổ tiên, nhưng tới giờ vẫn chưa gọi được. Làm sao bây giờ? Không thể mất mặt được. Dù sao cũng phải dốc thêm chút sức nữa chứ. Dường như nghĩ tới gì đó, Cố Vô Chiêu đột nhiên chỉ vào đạo lão nhị, tức giận hô, đạo lão nhị, ta XXX tổ tông nhà ngươi. Đám người. Nghe xong lời Cố Vô Chiêu, khóe miệng Diệp Huyên bỗng dần giật. Lão già này cũng biết chửi xéo người khác cơ đấy. Hiện trường. Một vài cường giả cũng đổ dồn ánh mắt về phía Cố Vô Chiêu, gương mặt lộ vẻ kỳ quái. Dù gì gã ta cũng là cường giả quy nhất cảnh đấy. Thế mà lại chửi người khác vậy ư. Lúc này, Cố Vô Chiêu đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyên, hơi cúi người chào hỏi, sau đó cung kính lùi ra phía sau hắn. Diệp Huyên. Đám người có mặt đều nhìn về phía Diệp Huyên. Rõ ràng đây là lời mắng mỏ của Diệp Huyên còn gì. Nơi chân trời, ánh mắt đạo lão nhị cũng dừng lại trên người Diệp Huyên, Diệp Huyên, ngươi chẳng có tí phong thái cường giả nào hết. Diệp Huyên quay đầu nhìn Cố Vô Chiêu, gã ta cười ngại, ta và Ngũ Duy cùng tồn vong. Diệp Huyên im lặng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ở nơi đó lúc này có ba cường giả siêu cấp, theo thứ tự là lão tổ Huyền Hoa Tông tuổi trung niên mặc hắc bào, tổ tiên của Tiêu tộc và tổ tiên của Quy Đạo Viện. Tổ tiên của Tiêu tộc là một lão già khoác áo bào xám, ánh mắt sắc như đao, mang tới cho người khác cảm giác vô cùng áp bách. Còn tổ tiên Quy Đạo Viện mặc trường bào nâu, tóc dài xõa lên vai,
trong tay cầm một quyển sách cổ màu đen. Ba vị tổ tiên của thế lực siêu cấp. Lúc bọn họ xuất hiện, sắc mặt của phe đạo lão nhị dần trở nên ngưng trọng hẳn. Thế giới Bà Sa chẳng phải thế giới cấp thấp, ở đó cũng có rất nhiều cường giả kinh diễm tuyệt thế. Chỉ nhắc tới ba vị trước mắt này thôi, họ ít nhất cũng từng ở thần cảnh, hơn nữa còn chẳng phải cường giả thần cảnh bình thường, mà còn vượt xa thế. Tuy rằng cường giả cấp bậc này kém hơn lão tổ đạo môn, nhưng ngoài lão tổ đạo môn thì nó cũng coi như đứng nhất nhì mảnh thiên địa này rồi. Không thể khinh thường được. Nơi chân trời, lão tổ Huyền Hoa Tông liếc mắt một vòng, cuối cùng, ông nhìn xuống tông chủ hiện tại là Lý Thiện Thủy. Lý Thiện Thủy liền vội vàng cung kính hành lễ. Lão tổ Huyền Hoa Tông nói, nơi này không phải thế giới Bà Sa. Lý Thiện Thủy cung kính đáp, thưa tổ tiên, Huyền Hoa Tông chúng ta hiện giờ kề vai chiến đấu cùng Diệp công tử. Kề vai chiến đấu. Lão tổ Huyền Hoa Tông nhìn về phía Diệp Huyên, cậu ta. Lý Thiện Thủy vội vàng gật đầu. Thấy vậy, ánh mắt của tổ tiên Tiêu tộc và Quy đạo viện cũng chuyển đến chỗ Diệp Huyên. Diệp Huyên ôm quyền chào hỏi lão tổ Huyền Hoa Tông. Lão tổ Huyền Hoa Tông nhìn Diệp Huyên, thời gian dần trôi, trong mắt ông ta bỗng lóe lên chút kinh ngạc, huyết mạch của ngươi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, huyết dịch trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động mãnh liệt. Cho tới khi sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên hiện rõ, nét kinh ngạc trong mắt lão tổ Huyền Hoa Tông đã dần chuyển thành kinh hãi. Ở một bên khác, trong mắt lão tổ Tiêu tộc và lão tổ Quy đạo viện cũng xuất hiện nét kinh hãi mơ hồ. Mà đám cường giả quy nhất cảnh ở nơi này cũng không khác gì. Thật ra, sức mạnh huyết mạch của Diệp Huyên vẫn đang tiếp tục tăng lên, hiện tại nó đã mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Về phần tại sao lại tăng như thế, Diệp Huyên cũng không rõ lắm, theo suy đoán của hắn, có lẽ là liên quan gì đó tới việc nổi điên. Càng điên thì sức mạnh huyết mạch lại càng tăng lên. Lão tổ Huyền Hoa Tông nhìn Diệp Huyên, đúng là không đơn giản. Dứt lời, ông ta nhìn về phía Lý Thiện Thủy, người đặt cả tương lai của Huyền Hoa Tông vào cậu ta. Lý Thiện Thủy gật đầu. Lão tổ Huyền Hoa Tông hỏi, không hối hận. Lý Thiện Thủy lắc đầu, vâng. Lão tổ Huyền Hoa Tông khẽ gật đầu, toàn nói gì đó thì đạo lão nhị lại đột nhiên chen ngang, các hạ, chúng ta là đạo môn. Đạo môn. Nghe vậy, lão tổ Huyền Hoa Tông chuyển ánh mắt sang đạo lão nhị, cười nói, đạo môn à? Người đang uy hiếp ta sao? Vẻ mặt đạo lão nhị không chút cảm xúc, chỉ muốn nhắc nhở các hạ đôi lời rằng chuyện này không liên quan gì tới Huyền Hoa Tông. Các hạ hà cứ phải để hậu nhân của mình bị cuốn vào những đấu tranh trong đó. Nếu hậu nhân của các hạ rời đi, đạo môn chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lão tổ Huyền Hoa Tông lắc đầu cười, hỏi một câu, giờ đạo môn các ngươi do ngươi chủ trì. Đạo lão nhị nói, đúng vậy. Lão tổ Huyền Hoa Tông lắc đầu, lão tổ đạo môn cũng coi như vị tiền bối ta kính trọng, không ngờ đệ tử ông ấy chọn lại ngu ngốc tới vậy. Đạo lão nhị nhìn lão tổ Huyền Hoa Tông, vẻ mặt bình tĩnh, xem ra các hạ quyết tâm để cả Huyền Hoa Tông đứng ở phía đối địch với đạo môn rồi. Lão tổ Huyền Hoa Tông bật cười, vừa nãy hậu nhân có nói với ta, vị Diệp công tử này đã tập hợp đủ 9 quyển đạo kinh, thế nên đạo môn các ngươi muốn dồn cậu ta vào chỗ chết, đúng không? Đạo lão nhị thản nhiên nói, phải thì sao? Ngu ngốc! Nụ cười trên mặt lão tổ Huyền Hoa Tông lập tức biến mất. Ta liếc mắt cũng có thể thấy ngay ngươi là đồ ngu, nhưng không ngờ ngươi lại ngu tới mức đó. Mọi người. Đạo lão nhị nheo mắt, tay phải chậm rãi nắm chặt. Lão tổ Huyền Hoa Tông nói, lão tổ của đạo môn là nhân vật tầm cỡ nào? Ông ấy để lại đạo kinh, mà đại đạo chi linh đó không nhận các ngươi làm chủ nhân, lẽ nào các ngươi chưa từng thử nghĩ lý do? Cả 9 quyển đạo kinh đều rơi vào tay vị Diệp công tử này. Ngươi cũng không bao giờ nghĩ là tại sao ư? Đạo lão nhị im lặng. Lão tổ Huyền Hoa Tông tiếp tục nói, trên người Diệp công tử có nguyên nhân tai ách nhưng vẫn sống đến tận bây giờ, chứng tỏ điều gì? Chính là có người đang gánh giúp cậu ta tai ách kia. Đối với ta, người có thể làm được như thế chỉ e cũng chẳng thua kém lão tổ của đạo môn các ngươi. Hơn nữa, 9 quyển đạo kinh của đạo môn các ngươi đều ở trong tay Diệp công tử. Lẽ nào ngươi không thấy đây chính là sự sắp xếp của lão tổ các ngươi sao?
Đạo lão nhị trầm giọng nói, không thể nào. Sư phụ không thể nào chọn hắn. Lão tổ Huyền Ngoa Tông cười nói, thế chả lẽ lại chọn ngươi? Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm lão tổ Huyền Ngoa Tông, chắc chắn sư phụ sẽ không chọn hắn. Lão tổ Huyền Ngoa Tông cười cười, đạo lão nhị, dù sao ngươi cũng là đệ tử của lão tổ đạo môn, sao lại kém cỏi thế không biết. Ngươi nhìn lại bản thân mình bây giờ đi, trong mắt chỉ có mỗi thù hận mà mất đi lý trí, ngươi đã tu luyện đến mức này, theo lý mà nói thì tâm tính cũng phải tương xứng, nhưng sao bây giờ lại bị thù hận che mờ mắt. Đạo lão nhị không lộ cảm xúc, các hạ đang dạy ta cách làm người đấy sao? Lão tổ Huyền Ngoa Tông cười ha hả, dạy ngươi làm người. Đạo lão nhị, nói ngươi ngu quả nhiên là sỉ nhục chữ, ngu, mà. Sở dĩ ta nói với ngươi nhiều điều tới vậy là bởi thành tựu mà ta có được cũng xuất phát từ đạo kinh. Lão tổ đạo môn là người mà ta kính trọng, ta không muốn đạo môn do ông ấy lập nên bị các ngươi phá hủy như thế. Có điều, ta không ngờ. Tâm tính của ngươi lại quá kém. Để người như ngươi dẫn dắt đạo môn, chẳng những là nỗi bi ai của đạo môn, mà còn là nỗi bi ai của lão tổ đạo môn. Lúc này, đạo lão tứ ở một bên đột nhiên cười chen lời, sở dĩ các hạ nói những lời ấy là vì ông cảm thấy đạo môn chúng ta không bằng Diệp công tử kia, đúng chứ? Lão tổ Huyền Ngoa Tông nhìn về phía đạo lão tứ, cười nói, xem ra các ngươi vẫn không hiểu thế nào là nguyên nhân tai ách, à không đúng. Nên nói là, các ngươi đã quá bảnh trướng rồi. Nhưng điều đáng buồn chính là các ngươi không có thực lực để làm điều đó, mà lại tưởng rằng bản thân có thừa thực lực. Vì sao đây? Bởi vì các ngươi cảm thấy mình là đệ tử của lão tổ đạo môn, nhưng các ngươi lại không nghĩ tới chuyện, sở dĩ đạo môn lớn mạnh không phải do các ngươi mà là nhờ có lão tổ đạo môn. Đạo môn sẽ vô cùng khác biệt khi có lão tổ đạo môn và không có ông ấy. Hiểu chưa hả? Đạo lão tứ cười nói, ta cũng rất muốn biết liệu thực lực của các hạ có sắc bén giống như cái miệng kia không đấy. Lão tổ Huyền Ngoa Tông cười ha hả, sau đó, ông lập tức biến mất. Ở nơi xa, sắc mặt của đạo lão tứ đột nhiên biến đổi, gã đột nhiên tung ra một quyền. Ầm ầm. Sau tiếng nổ vang rền, cả người đạo lão tứ liên tục lùi nhanh về sau, khoảng cách phải lên đến mấy nghìn trượng giữa tinh không. Sắc mặt của đám người nơi đây đều thay đổi. Mạnh tới vậy ư? Diệp Huyên cũng có phần kinh hãi, mặc dù lão tổ Huyền Ngoa Tông chỉ là một chút hồn phách, nhưng thực lực lại mạnh tới vậy. Ở nơi xa, đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm lão tổ Huyền Ngoa Tông, trong lòng gã cũng kinh hãi, chỉ một chút hồn phách của cường giả thần cảnh thôi mà đã mạnh vậy sao? Lão tổ Huyền Ngoa Tông nhìn về phía đạo lão tứ. Cười nói, coi bộ thời đại nào cũng cần phải có nắm đấm cứng mới được. Lời vừa dứt, ông lại lần nữa biến mất. Ở nơi xa, con người của đạo lão tứ bỗng nhiên co rụt, hai cánh tay gã quét ngang. Tạo thành một quyền ấn. Quỳnh. Cả người đạo lão tứ lập tức bay ra ngoài, cú bay lên tới mấy nghìn trượng, không chỉ vậy, thân thể gã cũng bị vỡ nát. Thân thể hiện giờ của y không phải là đạo thể. Bởi vì đạo thể trước đó của y đã bị Diệp Liên đánh nát, bởi vậy, thân thể lúc này vô cùng yếu ớt. Lão tổ Huyền Ngoa Tông nhìn đạo lão tứ, cười nói, ta nhận ra không thể nào nói lý lẽ với một số người, bởi vì nếu làm vậy, họ sẽ nhìn ta như nhìn một kẻ ngốc. Dứt lời, ông lại tiếp tục biến mất. Đúng lúc này, đạo lão nhị ở cách đó không xa cũng đột nhiên biến mất. Ầm ầm. Không gian nơi chân trời đột ngột vỡ nát. Một bóng người liên tiếp lùi nhanh vài trăm trượng. Người đó chính là đạo lão nhị. Tới khi dừng lại được rồi, đạo lão nhị liền nhìn về phía lão tổ Huyền Ngoa Tông, sau hôm nay, thế gian không còn Huyền Ngoa Tông nữa. Lão tổ Huyền Ngoa Tông bật cười ha hả, một lão nhị còn con, đúng là khôi hài hết sức. Bị kẻ khác coi là quân cờ mà chẳng hề biết, đúng là trò hề. Đạo lão nhị nhíu mày, ông có ý gì? Lão tổ Huyền Ngoa Tông trừng mắt, lão tử không nói cho ngươi biết đấy. Đồ ngu ngốc, ha ha. Dứt lời, ông ta quay đầu nhìn Diệp Huyên ở bên dưới, Diệp công tử, hôm nay chút hồn phách này ra tay tương trợ, mong rằng tương lai cậu sẽ đối xử tử tế với Huyền Ngoa Tông. Huyền Ngoa Tông không cần vô địch thế gian, chỉ mong có thể lưu truyền muôn đời. Diệp Huyên hơi cúi người, n tình của Huyền Ngoa Tông, Diệp Huyên xin khắc ghi mãi mãi.
Lão tổ Huyền Hoa Tông cười nói, có câu này của cậu, ta yên tâm rồi. Dứt lời, ông ta liếc về phía đám mây nào đó, Diệp công tử, hãy nhớ, trong đám địch nhân của cậu, không phải tất cả đều ngu ngốc giống lão nhị kia đâu. Lời vừa dứt, ông ta lập tức quay người lao về phía đạo lão nhị. Nhìn thấy lão tổ Huyền Hoa Tông lao tới, vẻ mặt đạo lão nhị bỗng nhiên dữ tợn hẳn, giết. Hôm nay nếu diệt trừ Diệp Huyên, tất cả mọi thứ ở ngũ duy và thế giới bà xa, các vị có thể tùy ý lấy. Dứt lời, y lập tức lao tới. Những cường giả quy nhất cảnh khác của đạo môn cũng nhanh chóng lao tới theo. Thế nhưng một vài cường giả quy nhất cảnh không ở trong đạo môn lại có phần do dự, song cũng có những người lao tới. Ở bên dưới, tổ tiên của Tiêu tộc và Quy đạo viện liếc nhìn nhau, sau đó tổ tiên Tiêu tộc quay đầu liếc qua chỗ Diệp Huyên, hỏi ông cảm thấy thế nào? Tổ tiên Quy đạo viện cười nói, hồi nãy còn hơi do dự, dù sao đó cũng là đạo môn, nhưng giờ xem ra, người phát ngôn của đạo môn đúng là quá ngốc. Nếu giúp y, chỉ e Quy đạo viện chúng ta sẽ lạnh thay. Thế nên, chọn phía Diệp công tử thôi. Dứt lời, ông ta trực tiếp xông ra ngoài. Tổ tiên Tiêu tộc cười nói, sao đạo môn lại chọn đồ ngu như thế dẫn dắt nhỉ? Trí thông minh của y còn kém cả con heo ta nuôi năm xưa. Nói rồi, ông ta cũng trực tiếp xông ra ngoài. Ở một nơi khác, trong đám mây nọ, cô gái thần bí bên cạnh Niệm Niệm bỗng bật cười, tông chủ của Huyền Hoa Tông phát hiện ra chúng ta rồi. Thú vị đây! Niệm Niệm vẫn liếm mứt quả, không ừ chẳng hừ. Cô gái thần bí nhìn sang Niệm Niệm, có phải ngươi muốn giết ta không? Đạo lão nhị chẳng ngờ lại bị đẩy lùi đến hơn trăm trượng. Nhưng Diệp Huyên không tiếp tục đánh đại lão nhị nữa mà hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở phía xa. Xoẹt! Trong đám người ở nơi xa, đầu của một cường giả quy nhất cảnh bay thẳng ra ngoài. Thuần sát nhất kiếm! Trên bầu trời đạo thành, cuộc chiến đã phát động. Tuy nhân số bên ngũ duy ít hơn, nhưng sau khi có sự tham gia của lão tổ Huyền Hoa Tông, lão tổ Tiêu tộc và lão tổ Quy đạo viện thì cục diện đã lập tức thay đổi. Lão tổ Huyền Hoa Tông kìm chân đạo lão nhị và đạo lão tứ, còn lão tổ Tiêu tộc và lão tổ Quy đạo viện thì chế trụ hơn 200 cường giả quy nhất cảnh. Mặc dù họ chỉ là một chút hồn phách, nhưng thực lực của đám quy nhất cảnh kia và họ quả thật chênh lệch quá lớn. Có điều, vì bọn họ ra tay tham chiến, nên hồn phách cũng dần trở nên hư ảo hơn. Bạch đế tử ở bên dưới đột nhiên nói, chiến. Lời vừa dứt, toàn bộ cường giả của vũ trụ ngũ duy đều phóng thẳng lên trời. Mà lúc những cường giả này ra tay, bỗng có 20 người áo đen xông vào giữa đám cường giả của đạo môn, sau đó, từng cái đầu máu chảy ròng ròng cứ thế bị chém bay. Sát thủ. 20 người này chính là sát thủ cấp cao mà Diệp Huyên mượn từ Huyền Thành. Diệp Huyên không hề tham chiến, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào người đạo lão nhị. Lúc này đạo lão nhị và đạo lão tứ đang bị lão tổ Huyền Hoa Tông áp chế. Xong, đạo lão nhị cũng không dồn hết tinh lực lên lão tổ Huyền Hoa Tông, y vẫn luôn đề phòng Diệp Huyên. Y vẫn chưa quên một kiếm lần trước của Diệp Huyên. Chiêu kiếm ấy suýt nữa giết chết y trong chớp mắt. Bởi vậy trước giờ y đều chia bớt tinh lực đề phòng Diệp Huyên. Để đảm bảo lúc Diệp Huyên ra tay thì y sẽ có thời gian phản ứng lại. Nhưng Diệp Huyên không hề ra tay, mà chỉ đứng im nhìn y, khiến cho y có áp lực vô cùng lớn. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, lão nhị, ta sắp ra tay đấy. Sắp ra tay. Sắc mặt của đạo lão nhị đang chiến đấu với lão tổ Huyền Hoa Tông nhất thời biến đổi, y khẽ liếc Diệp Huyên đang mỉm cười nhìn lại y. Đạo lão nhị không dám phân tâm quá mức, y thu hồi ánh mắt, bởi vì lão tổ Huyền Hoa Tông trước mặt quá mạnh. Vào thời khắc đạo lão nhị thu hồi ánh mối, Diệp Huyên lại đột nhiên chêm thêm lời, đạo lão nhị, ta ra tay thật đấy. Đạo lão nhị bỗng nhiên quay đầu nhìn Diệp Huyên bên dưới, Diệp Huyên chớp mắt, đừng nóng vội, ta sắp sửa ra tay đây. Đạo lão nhị gằn giọng, Diệp Huyên. Diệp Huyên nhếch miệng cười, người tới đánh ta này. Đạo lão nhị toan nói gì thì một bóng dáng đột nhiên xông tới trước mặt y. Đồng tử của đạo lão nhị bỗng co rụt, hai cánh tay y đỡ ở phía trước người. Đạo lão nhị bị cơn chấn động đẩy lùi đến hơn trăm trượng.
Mà trong thời khắc ấy, Diệp Huyên đột nhiên biến mất ở chỗ đang đứng, cảm nhận được điều này, con người đạo lão nhị lại co rụt tiếp, một chiếc khiên tròn chắn trước mặt y, đây chính là vũ khí y đã chuẩn bị sẵn để phòng Diệp Huyên. Nhưng y nhanh chóng nhận ra rằng, mục đích của chiêu kiếm kia Diệp Huyên chém không phải mình, mà là đạo lão tứ. Lúc nhận ra điều này, đạo lão nhị bỗng quay đầu nhìn về phía đạo lão tứ cách mình không xa, ánh mắt căng hết cỡ tiểu. Lời còn chưa dứt. Xoẹt. Một tia kiếm quang đã xuyên qua trán đạo lão tứ mất rồi. Đạo lão tứ không có đạo thể bị chiêu kiếm của Diệp Huyên đâm xuyên qua trán, thân thể cứ thế cứng nở ngay giữa không trung, hai mắt trợn trừng, trong đó tràn ngập vẻ khó tin. Gã không ngờ mục tiêu của Diệp Huyên nào phải đạo lão nhị mà chính là bản thân gã, tất nhiên, gã càng không ngờ tốc độ chiêu kiếm kia lại nhanh tới vậy, đến mức gã chẳng có chút thời gian nào để phản ứng. Ở trước mặt đạo lão tứ, thanh kiếm trong tay Diệp Huyên được rút ra từng chút một, máu tươi cũng phun ra từ đó. Đạo lão nhị gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, y đang muốn ra tay thì đúng lúc này, lão tổ Huyền Ngoa Tông lại một lần nữa xuất hiện trước mặt y. Đạo lão nhị bỗng nhiên quay đầu, gằn giọng cút. Lời dứt, y liền đấm ra một quyền. Đạo quyền. Dồn hết toàn lực. Ầm ầm. Tinh không bốn phía chấn động mạnh, đạo lão nhị lùi lại vài trăm trượng, lão tổ Huyền Ngoa Tông cũng thế. Đến lúc dừng lại được thì ông ta cũng không còn xuất chiêu nào, bởi vì linh hồn của ông ta gần như trong suốt rồi, tức là sắp sửa biến mất. Nhìn thấy cảnh ấy, đạo lão nhị muốn chủ động xuất chiêu, sinh Diệp Huyên lại đột nhiên xuất hiện trước mặt lão tổ Huyền Ngoa Tông. Đạo lão nhị nhắm mắt lại, y quay đầu nhìn về phía đạo lão tứ, giờ phút này, linh hồn của đạo lão tứ đã bị kiếm của Diệp Huyên hấp thu xong, chỉ còn lại mỗi nhục thể. Cả thể xác lẫn hồn phách đều nát tan. Thấy vậy, vẻ mặt đạo lão nhị trở nên vô cùng dữ tợn, y quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp Huyên, đạo môn bọn ta không đội trời chung với ngươi. Diệp Huyên cười cười, giờ ngươi nói thế không cảm thấy là ngu lắm à? Lão tổ Huyền Ngoa Tông ở sau lưng Diệp Huyên đột nhiên cất lời, cậu bạn nhỏ, chút ít hồn phách nhỏ nhoi này của ta sắp biến mất rồi. Diệp Huyên quay lại nhìn lão tổ Huyền Ngoa Tông, hắn ôm quyền đa tạ, n tình giúp đỡ của tiền bối, Diệp Huyên xin khắc sâu trong tâm khảm. Lão tổ Huyền Ngoa Tông cười nói, chiếu cố cho Huyền Ngoa Tông ta đôi chút là được. Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn rồi. Lão tổ Huyền Ngoa Tông quay đầu liếc về phía đám mây thêm lần nữa, sau đó thân thể dần dần mờ đi. Diệp Huyên cũng liếc về phương hướng lão tổ Huyền Ngoa Tông vừa nhìn, nhưng lại chẳng thấy gì hết. Hắn ngẫm nghĩ, sau đó nói, tiền bối đã nhìn thấy gì vậy? Lão tổ Huyền Ngoa Tông toan nói gì thì đột nhiên biến mất không còn bóng dáng. Thấy thế, hai mắt Diệp Huyên lập tức nheo lại. Có kẻ cưỡng ép xóa bỏ lão tổ Huyền Ngoa Tông. Là ai? Diệp Huyên quay đầu nhìn đám mây kia, nhưng ở đó lại chẳng có gì hết. Trên đám mây lúc này thật ra đang có hai cô gái, nhưng Diệp Huyên lại chẳng thấy gì cả. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói, hẳn là ngươi còn có hậu chiêu. Cô gái thần bí cười đáp, đương nhiên. Niệm Niệm gật đầu, cũng mong đấy. Cô gái thần bí cười, ta cũng thế. Ở nơi xa, Diệp Huyên thu hồi ánh mắt, hắn quay đầu nhìn bốn phía, lúc này lão tổ tiểu tộc và lão tổ quy đạo viện vẫn còn, bọn họ đã giết chết hơn 50 cường giả quy nhất cảnh. Thực lực của hai người này kém hơn lão tổ Huyền Ngoa Tông đôi chút. Giờ phút này, hồn phách của cả hai cũng ngày càng hư huyễn. Thấy vậy, Diệp Huyên liền biết cục diện không thể kéo dài thêm nữa. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm vô thượng liền xuất hiện trong tay hắn, sau đó, thân hình hắn biến mất khỏi chỗ đang đứng. Ở nơi xa, đạo lão nhị híp mắt lại, đấm ra một quyền. Ầm. Một sợi kiếm quang bị ép phải dừng lại. Trước mặt đạo lão nhị, Diệp Huyên bỗng nhiên giẫm mạnh chân phải xuống, đạo kiếm trong tay biến đổi hình thái, sau đó, sức mạnh của hắn cũng tăng vọt theo cấp số nhân. Ầm ầm. Niệm Niệm gật đầu. Bàn tay trắng muốt của cô gái khẽ vuốt tóc mai bên tai, khóe miệng hơi cong lên, dưới ba chiêu kiếm, không ai có thể giết được ta. Niệm Niệm khẽ liếm mứt quả, người đỡ được một kiếm của cô gái váy trắng sao?
Nụ cười của cô gái thần bí dần biến mất, một lát sau, nàng ta nhìn Niệm Niệm, đáp, nếu ngươi đã thích nói chuyện hài như thế, ta sẽ không nói chuyện với ngươi nữa. Lúc đối mặt với chiêu thức này của Diệp Huyên, những cường giả quy nhất cảnh bình thường căn bản không có sức chống cự. Giết chóc. Từ lúc Diệp Huyên tiến vào trong đám người, đúng là chỉ toàn chém giết một cách dã man. Chứng kiến cảnh này, vẻ mặt đạo lão nhị vô cùng khó coi, y vừa muốn ra tay thì Diệp Huyên ở phía xa xa bỗng chốc quay về, chém một kiếm về phía y. Đạo lão nhị không hề tránh né, cứ thế đấm ra một quyền. Đạo quyền. Còn chiêu thức của Diệp Huyên chính là đạo kiếm. Quỳnh, sau tiếng nổ, cả hai nhanh chóng lùi lại, Diệp Huyên lùi tròn trăm trượng, còn đạo lão nhị cũng lùi gần trăm trượng. Hai người khó phân cao thấp. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, hắn bỗng giơ tay vung một kiếm sang bên phải mình. Thuấn sát nhất kiếm. Xoẹt. Cách đó hơn trăm trượng về bên phải, lại thêm một cái đầu của cường giả quy nhất cảnh nữa bay ra. Giết chóc chớp nhoáng. Hiện trường, đám cường giả quy nhất cảnh tới giúp đạo môn cuối cùng cũng biết sợ là gì. Bởi vì tới bây giờ, số cường giả quy nhất cảnh chết đi đã lên đến hơn 200. Phần lớn trong đó đã bị lão tổ Tiêu tộc và lão tổ Quy đạo viện giết, một phần khác là do 20 sát thủ cấp cao của Huyền Thành xử lý. Về phần tinh nhuệ của đạo môn thì vẫn luôn bị lão tổ Quy đạo viện kìm chân. Thật ra nếu không có ba vị lão tổ này, vậy thì tình hình phía Ngũ Duy sẽ vô cùng tệ. Ba người này có thể níu chân mấy trăm cường giả quy nhất cảnh. Dù sao cũng từng là nhân vật quậy sóng đạp gió khắp nơi, chỉ cần không đấu với cường giả có cấp bậc giống cô gái áo bào trắng, thì dù họ chỉ là chút tàn hồn nhưng người bình thường cũng chẳng thể nào đối kháng dễ dàng. Hiện giờ Diệp Huyên đang rất lo lắng, bởi vì một khi lão tổ Tiêu tộc và lão tổ Quy đạo viện biến mất, quả thật sẽ vô cùng bất lợi đối với Ngũ Duy. Bởi vậy hắn nhất định phải kết thúc chiến trận khi hai người họ vẫn còn ở đây. Đạo lão nhị cũng hiểu rõ điều này, thế nên điều y cần làm chính là ngăn chặn, chỉ cần kéo dài thời gian cho tới khi lão tổ Tiêu tộc và lão tổ Quy đạo viện biến mất, đến lúc đó cục diện sẽ nghịch chuyển. Đạo môn vẫn có hy vọng giành thắng lợi. Đúng lúc này, Diệp Huyên nhìn về phía lão tổ Tiêu tộc ở phía xa. Nhờ tiền bối giúp ta kìm chân tên lão nhị này, có được không? Nơi xa, lão tổ Tiêu tộc ngừng lại, ông ta quay đầu liếc đạo lão nhị, một khắc đồng hồ. Diệp Huyên cười đáp, đủ rồi. Lời vừa dứt, hắn lập tức biến mất khỏi chỗ cũ. Ở nơi khác, đạo lão nhị đang muốn xuất chiêu thì bỗng thấy lão tổ Tiêu tộc xuất hiện trước mặt mình, y trầm giọng, các hạ, ông không sợ cả Tiêu tộc của mình sẽ không thể quay đầu sao? Ông! Lão tổ Tiêu tộc lắc đầu bật cười, lúc này rồi mà ngươi còn uy hiếp ta. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Dứt lời, ông ta lập tức biến mất ở chỗ cũ. Nơi xa, đạo lão nhị đánh ra một quyền. Ầm. Không gian xung quanh chấn động chẳng khác nào động đất. Lão tổ Tiêu tộc bị quyền này đẩy lui, đến khi dừng lại, ông ta lắc đầu, rốt cuộc cũng chỉ là một chút hồn phách mà thôi. Dứt lời. Ông ta liền xông lên. Một khắc đồng hồ. Ông ta chỉ cần tranh thủ giúp Diệp Huyên trong một khắc đồng hồ là đủ rồi. Mà sau khi Diệp Huyên xông vào trong đám kia, ánh kiếm không ngừng chớp lóe, mỗi một tia mang theo một sinh mạng. Thuấn sát nhất kiếm. Cộng thêm việc hắn đang sử dụng đạo thể, bởi vậy đám cường giả quy nhất cảnh bình thường không thể gây ra tổn thương chí mạng cho hắn. Mới chỉ một lát. Diệp Huyên đã chém chết mười mấy cường giả quy nhất cảnh. Thấy vậy, đám cường giả quy nhất cảnh tới giúp đỡ đạo môn đã có không ít người chọn rời đi. Bọn họ tới để tìm kiếm lợi ích chứ không phải tới liều mạng. Nhất là hiện giờ đạo môn còn đang yếu thế hơn. Từ lúc đám người kia rời đi, tình cảnh của đạo môn càng lúc càng bất ổn. Mà đúng lúc này, Niệm Niệm ở trong đám mây đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Sau đó lại nhìn tới chỗ Diệp Huyên, ở nơi ấy, một bóng dáng mơ hồ lặng lẽ xuất hiện. Diệp Huyên bất chợt quay người, chém ra một kiếm. Quỳnh! Kiếm quang vỡ vụn, hắn bị đẩy lùi đến hơn nghìn trượng. Bóng dáng mơ hồ kia vung tay phải lên, một chút hồn phách của lão tổ Tiêu tộc và lão tổ Quy đạo viện ở nơi xa lập tức bị xóa sạch.
Hiện trường trở nên yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía bóng hình mơ hồ, và bóng dáng ấy cũng đang dần dần hiện rõ. Là một cô gái mặc áo trắng, trong tay bà ta cầm sáo ngọc. Lúc nhìn thấy cô gái đó, vẻ mặt Diệp Huyên dần ngưng trọng hẳn. Một chiêu vừa nãy của đối phương đã khiến đạo thể của hắn bị chấn động đến nứt ra. Cường giả thần cảnh. Là cường giả thần cảnh thực thụ. Mà ở nơi xa, đám cường giả đạo môn thì lại càng phấn chấn hẳn. Đây là đạo môn lão Tam. Tam cô nương. Đã từng là đệ tử khiến lão tổ đạo môn tự hào nhất, cả đời chỉ yêu tu luyện và tìm kiếm cái lạ, trước giờ không thích dính dáng đến chuyện nội bộ của đạo môn. Năm xưa, thật ra bà ta là người có khả năng lớn nhất sẽ trở thành chủ nhân kế tiếp của đạo môn, bởi vì bà ta là đệ tử mà lão tổ tự hào nhất, quan trọng hơn cả, bà ta còn có thiên phú tu luyện cao nhất trong số 4 đệ tử. Nhưng đáng tiếc là, sau khi lão tổ đạo môn biến mất, bà ta chỉ đến nhìn một lần, sau đó rời khỏi, từ đó trở đi chưa một lần quay về. Nhìn thấy Tam cô nương, trong lòng đạo lão nhị cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng muội ấy cũng về rồi. Nếu còn không về thì cho dù hôm nay đạo môn có thắng cũng sẽ chỉ là thắng thê thảm. Hơn nữa, rất có thể đạo môn sẽ thua. Bởi vì không có ai áp chế được Diệp Huyên, với thực lực của hắn ta, chỉ e sẽ tiêu diệt tất thảy cường giả quy nhất cảnh của đạo môn. Đạo lão nhị đi tới bên cạnh Tam cô nương, y gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Tam sư muội, ta kìm chân tên Diệp Huyên kia, những kẻ khác giao lại cho muội. Dứt lời, y muốn ra tay, nhưng Tam cô nương lại đột ngột lên tiếng, nhị sư huynh, huynh khiến ta quá thất vọng. Đạo lão nhị nhìn Tam cô nương, bà ta lắc đầu cực kỳ thất vọng. Đạo lão nhị trầm giọng nói, muội có ý gì? Tam cô nương không trả lời đạo lão nhị, bà ta quay đầu nhìn về phía những cường giả đạo môn khác, các ngươi cũng khiến ta rất thất vọng. Cả đám im lặng. Tam cô nương quay sang nhìn đạo lão nhị, huynh cảm thấy hôm nay đạo môn có thể thắng sao? Đạo lão nhị trầm giọng nói, nếu sư muội đồng ý giúp đỡ, lẽ nào chúng ta lại thua chắc? Tam cô nương lắc đầu, nhị sư huynh, huynh phải bình tĩnh lại đi, thật bình tĩnh vào. Đạo lão nhị nhéo mắt, muội muốn nói gì? Tam cô nương nhìn đạo lão nhị, theo ta được biết, hẳn là huynh đã từng điều tra về Diệp Huyên. Vậy chắc chắn huynh cũng biết rõ, trên người hắn có nguyên nhân tai ách, đúng chứ? Đạo lão nhị trầm giọng đáp, đúng. Nhưng thế thì sao? Tam cô nương nhíu mày, thì sao? Huynh tự hỏi lại bản thân đi, liệu huynh có thể ngăn được nguyên nhân tai ách chắc? Đạo lão nhị im lặng. Tam cô nương lại nói, không nhắc tới nguyên nhân tai ách nữa, nói về huyết mạch của hắn đi, huynh có từng gặp được ai có sức mạnh huyết mạch cường đại tới vậy chưa? Đạo lão nhị vẫn im lặng. Tam cô nương tiếp tục cất lời, quan trọng nhất là cô gái áo bào trắng chống lưng cho hắn, huynh cũng đã gặp rồi. Ta lại hỏi huynh, lúc cô gái đó ở Bà Sa Tông, Huyền Cơ Môn gọi tổ và đã có kết quả thế nào? Cuối cùng Huyền Cơ Môn thần phục Diệp Huyên, mà huynh lại bị một mảnh hồn phách của lão tổ Huyền Ngoa Tông đả thương, huynh nói xem, huynh có thể so sánh được với cô gái đó chắc. Đạo lão nhị im lặng, sắc mặt âm trầm cực điểm. Tam cô nương lắc đầu, lúc sư phụ còn sống, đạo môn là thế lực đệ nhất thiên hạ, nhưng sư phụ cũng từng nói, núi cao còn có núi cao hơn, không người nào là vô địch mãi mãi, không có người mạnh nhất, chỉ có người mạnh hơn. Những lời sư phụ nói, sư huynh chẳng thèm nghe vào tai, để trong lòng ư. Đạo lão nhị gằn giọng, thế gian này không có thế lực nào mạnh hơn đạo môn chúng ta được. Tam cô nương thấp giọng thở dài, sở dĩ đạo môn lớn mạnh không phải là vì có sư huynh muội chúng ta, mà là nhờ sư phụ. Nhưng bây giờ sư phụ không còn nữa. Huynh đã hiểu chưa hả? Đạo lão nhị gần như phát điên, y tức giận chỉ thẳng vào Diệp Huyên, muội đã là cường giả thần cảnh đỉnh cao thực thụ, chỉ cần muội đồng ý ra tay, thì hôm nay Diệp Huyên kia chắc chắn cầm sẵn cái chết. Thế sao muội lại không động thủ? Tam cô nương nhìn đạo lão nhị một lát. Sau đó lắc đầu, ta đã cho huynh cơ hội, nhưng huynh lại không biết quý trọng. Dứt lời, bà ta nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, một cây thước cổ màu mực đột nhiên xuất hiện trong tay. Thước phạt của đạo môn. Nhìn thấy món đồ kia,
sắc mặt của nhóm cường giả đạo môn nơi đây lập tức biến đổi. Đây chính là thánh vật của đạo môn chỉ đứng sau mỗi đạo kinh, là món đồ mà năm xưa lão tổ đạo môn từng sử dụng để răn dạy đệ tử, trong đó ẩn chứa đạo tác do chính lão tổ đích thân thiết lập, chuyên trị đệ tử đạo môn. Đạo lão nhị nhìn thấy cũng biến sắc, lùi lại mấy bước liền, năm xưa y từng bị đánh không biết bao nhiêu lần, nên đã tạo thành ám ảnh tâm lý. Tam cô nương đột nhiên vung tay phải lên, bóng cây thước ập tới. Bốp! Đạo lão nhị bị bóng thước kia đánh trúng, lập tức ra chóc thịt bong, máu tươi bắn tóe. Trước mặt cái thước phạt này, đạo thể vô địch cũng yếu ớt chẳng khác nào tờ giấy. Không những vậy, một luồng sức mạnh thần bí còn trói luôn đạo lão nhị lại, khiến y không thể động đậy được chút nào. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên bỗng nheo mắt. Bởi vì hắn cũng là người dùng đạo thể, mà thứ đồ chơi này có vẻ là thứ áp chế được đạo thể. Đạo lão nhị hằn học nhìn chằm chằm Tam cô nương, lão Tam, ngươi muốn làm gì? Tam cô nương quay lại nhìn về phía một cường giả của đạo môn, dẫn hắn vào đạo ngục, giam cầm hồn phách, khóa chặt thân thể, trong vòng 100 năm không cho phép rời khỏi đạo ngục. 100 năm. Lão già kia sừng sốt. Vẻ mặt đạo lão nhị lại càng dữ tợn hơn, lão Tam, ngươi dám. Tam cô nương nhìn lão già kia, muốn ta nhắc lại lần thứ hai sao? Lão già hơi do dự một lát, sau đó liền đi về phía đạo lão nhị. Đạo lão nhị nhìn Tam cô nương, gào thét chẳng khác nào dã thú, lão Tam, rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì? Với thực lực đấy thì làm gì có kẻ nào trong trời đất này áp chế được ngươi? Chỉ cần ngươi ra tay là có thể giết chết Diệp Huyên, diệt trừ mối hậu họa lớn cho đạo môn chúng ta. Nghe thấy vậy, lão già đang đi về phía đạo lão nhị bỗng ngừng bước. Tam cô nương lắc đầu, trước tiên bình tĩnh lại đã. Đạo lão nhị gằn giọng, lão Tam, ngươi đối xử với đồng môn như thế, còn mặt mũi nào đối diện với sư tôn? Đạo lão nhị ta. Lúc này, Tam cô nương đột nhiên vung thước ra. Bóng thước thứ hai lập tức đánh lên người đạo lão nhị. Đạo thể của đạo lão nhị ngay lập tức vỡ nát. Y ngây ra như phỗng. Đám cường giả đạo môn có mặt cũng sững sờ. Cách ra tay cũng độc ác quá đi mất. Tu luyện đạo thể đâu phải là chuyện chỉ cần một sớm một chiều là thành, giờ cứ thế bị hủy mất sao? Tam cô nương nhìn về phía lão già kia, dẫn hắn đi. Lão già không dám do dự thêm bất cứ phút giây nào nữa, lập tức dẫn linh hồn của đạo lão nhị rời khỏi, nhưng đúng lúc này, một ánh kiếm thình lình lóe lên. Chiêu kiếm này chém thẳng về phía đạo lão nhị. Và người ra tay chính là Diệp Huyên. Thứ hắn sử dụng còn là kiếm chấn hồn. Nhưng vào lúc kiếm chấn hồn chỉ còn cách đạo lão nhị vài chục trượng thì đã bị hai ngón tay kẹp lấy. Tam cô nương đã ra tay. Ngón tay ngọc ngà của Tam cô nương khẽ búng một cái, kiếm chấn hồn liền bay ngược về chỗ Diệp Huyên. Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, chúng ta tự biết cách xử lý người của đạo môn, không nhọc công tử quan tâm. Nói rồi, bà ta ngẩng đầu nhìn đám mây bên trên, hai vị, trò chơi này đạo môn chúng ta không chơi nổi. Chúng ta rút lui, hy vọng hai vị giơ cao đánh khẽ. Dứt lời, bà ta dẫn theo cường giả của đạo môn rời đi. Diệp Huyên ngước mắt nhìn đám mây kia, rốt cuộc người trên đó là ai vậy? Trên đám mây, cô gái thần bí bên cạnh Niệm Niệm bỗng cười, bảo, xem ra đạo môn này cũng có kẻ không ngu ngốc. Niệm Niệm liếm mứt quả, còn kịch nào nữa không? Cô gái thần bí cười nói, tất nhiên còn rồi. Niệm Niệm khẽ thốt, đáng để mong chờ đấy. Và lại, mục đích đúng là khiến đạo môn và Diệp Huyên trở mặt sao? Cô gái cười nói, người đoán xem. Niệm Niệm nhìn xuống bên dưới, người biết đạo môn không giết được Diệp Huyên. Sở dĩ ngươi làm vậy cũng chỉ muốn để Diệp Huyên diệt trừ đạo môn, từ đó hợp tác với lão tổ đạo môn gieo nhân ác, ta hiểu ý đồ của ngươi rồi. Ngươi muốn nguyên nhân tai ách trên người cậu ấy phóng đại đến vô hạn. Nói tới đó, nàng quay đầu nhìn sang cô gái thần bí, người muốn lợi dụng nguyên nhân tai ách trên người Diệp Huyên để giết chết cậu ấy. Cô gái thần bí mỉm cười, thông minh ghê. Niệm Niệm giơ ngón cái lên với cô gái thần bí, cao minh lắm. Cô gái thần bí mỉm cười, đây cũng là chuyện không tránh được.
Niệm Niệm đột nhiên nói, ta hơi tò mò về thân phận của ngươi rồi đấy. Cô gái thần bí khẽ cười nói, trước kia ta là một người tốt. Nói tới đây, nàng ta nhìn về chân trời xa xăm, cũng sắp tới rồi. Ở bên dưới, tam cô nương dẫn theo cường giả đạo môn rời đi, một vào cường giả tới giúp đỡ đạo môn nhất thời cảm thấy lúng túng. Bởi vì đạo môn không hề dẫn bọn họ đi cùng. Mà lúc bọn họ muốn đi theo đạo môn, thì cường giả của vũ trụ ngũ duy liền ngăn cản, mà đạo môn lại không hề ra tay ứng cứu. Lúng túng quá đi mất. Thật ra mới đầu bọn họ cũng muốn trốn đi rồi, nhưng sau khi nhìn thấy tam cô nương xuất hiện, họ lại cảm thấy đạo môn có thể xoay chuyển tình thế nên đều nán lại. Nào ngờ tam cô nương lại trực tiếp dẫn theo người của đạo môn rời đi. Không đánh nữa. Và giờ thì người của Diệp Huyên ngăn không cho bọn họ đi. Diệp Huyên liếc nhìn những cường giả quy nhất cảnh đó, hiện giờ ước chừng còn khoảng 100 người. Lúc này, một ông lão đi ra, lão ta thoáng do dự một lát mới cất lời, Diệp công tử, chúng ta cam đoan sau này sẽ không đứng ở phe đối địch với Ngũ Duy nữa, không biết Diệp công tử có thể tha cho chúng ta một lần được không? Diệp Huyên cười đáp, không được. Lời vừa dứt, kiếm trong tay hắn đã bay vụt ra. Xoẹt. Đầu của lão già kia cứ thế bay thẳng ra ngoài. Thuấn sát nhất kiếm. Thấy Diệp Huyên ra tay, sắc mặt của đám cường giả quy nhất cảnh còn lại lập tức biến đổi. Một gã trung niên trong đó đột nhiên gằn giọng, nếu Diệp Huyên đã không cho chúng ta đường sống, vậy thì chúng ta sẽ ngọc nát đá tan luôn đi. Dứt lời, ông ta lập tức xông ra ngoài, sau lưng ông ta. Đám cường giả kia cũng xông ra theo. Mặt Diệp Huyên không lộ cảm xúc, giết. Không trở lại bất cứ kẻ nào. Không trở lại bất cứ kẻ nào. Diệp Huyên vừa dứt lời, những cường giả phía sau hắn lập tức xông lên, trong đó còn có cả 20 sát thủ cấp cao của Huyền Thành. Vì để giảm thiểu tổn thất, Diệp Huyên cũng xuất chiến. Chỉ chốc lát, trên bầu trời đã có vô số cái đầu ròng ròng máu tươi rơi xuống. Giết chóc. Sau khi cường giả đạo môn rời đi hết, đám quy nhất cảnh còn lại tuy thực lực cũng không tầm thường, nhưng bất kể xét về số lượng hay chất lượng thì đều kém xa vũ trụ ngũ duy. Đặc biệt là Diệp Huyên, đám quy nhất cảnh kia gần như không ai ngăn nổi thuấn sát nhất kiếm của hắn. Hễ đã xuất kiếm thì ắt phải có người chết. Chỉ trong chốc lát, hơn 100 cường giả kia đều bị giết sạch, linh hồn của bọn họ thì bị kiếm chấn hồn của Diệp Huyên hấp thu. Sau khi hấp thu xong những linh hồn kia, kiếm chấn hồn lập tức trở về tháp giới ngục. Sắp đột phá. Vào lúc mọi người nơi đây cho rằng sự việc sắp kết thúc thì trong tinh không của vũ trụ ngũ duy đột nhiên xuất hiện một luồng uy áp vô cùng mạnh mẽ, thế tới chẳng khác nào ngọn núi lớn nghiền ép. Quỳnh. Bên trong vực, quyền ấn trực tiếp vỡ vụn, võ lê lùi lại mấy chục trượng. Nhìn thấy cảnh này. Những cao thủ của vũ trụ ngũ duy ở đây cũng thở phào nhẹ nhõm, đánh được là tốt rồi. Nơi xa, võ lê nhìn Diệp Huyên, bốn loại vực. Là ai? Giây phút này, tất cả cao thủ nơi đây đều nhìn ra tinh không, hơi thở mạnh mẽ kia khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, không gian phía chân trời đột nhiên nứt vỡ, ngay sau đó, một người đàn ông trung niên từ trong khe nứt không gian đó đi ra. Người đàn ông trung niên mặc trường bào màu xám, ống tay áo rộng thùng thình, hai tay giấu bên trong ống tay áo, cả người trông giống như thư sinh, điềm đạm nho nhã. Bên dưới, Diệp Huyên nhíu mày, hắn cũng không nhận ra người đàn ông trung niên này. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói từ trong đầu Diệp Huyên vang lên, võ đế võ lê. Giọng nói của Lan Nhược. Võ đế. Nghe vậy, Diệp Huyên nheo mắt lại. Hắn biết đối phương là ai rồi. Vị lão đại cầm tù Na già long tộc kia. Trong lòng Diệp Huyên hơi nghi ngờ, sao đối phương lại xuất hiện vào lúc này. Trên không trung, võ lê nhìn Diệp Huyên ở bên dưới, cô gái kia đâu? Na già lâu. Diệp Huyên đang định nói chuyện, lúc này, Na già lâu chợt xuất hiện ở bên cạnh Diệp Huyên, được vũ trụ ngũ duy dốc sức bồi dưỡng, lúc này Na già lâu đã đạt đến thành đạo cảnh đỉnh cao. Có thể nói, chỉ thiếu chút xíu nữa là đạt đến quy nhất cảnh rồi. Na già lâu nhìn thẳng võ lê, trong mắt không hề có sợ hãi, trái lại, trong mắt nàng còn tràn đầy sát ý,
có thể nói là, gặp mặt kẻ thù, vô cùng căm giận. Lúc này, Võ Lê đột nhiên tung xuống một đấm. Không gian phía trên Na Già Lâu lập tức sụp đổ. Mà gần như trong cùng một lúc, Na Già Lâu cũng tung ra một đấm. Cứng đối cứng. Nàng cũng chỉ có thể cứng đối cứng, bởi vì nắm đấm kia của Võ Lê đã đóng kín không gian quanh nàng. Rầm rầm. Theo sau đó là tiếng nổ vang trời, vùng không gian quanh Na Già Lâu trực tiếp sụp đổ, mà bản thân nàng cũng lập tức lùi về sau vạn trượng. Khi nàng vừa dừng lại, long lân trên người hiện đầy vết nứt, mà không chỉ như vậy, giây phút này đạo thể của nàng cũng vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh này, mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, Võ Lê lại tung ra một nắm đấm. Rắc! Không gian trước mặt Na Già Lâu nổ tung, một quyền ấn lóe lên, đánh thẳng về phía Na Già Lâu, lực đấm mạnh mẽ giống như sóng thần lũ quét, trực tiếp nghiền ép khiến cho vùng không gian quanh Na Già Lâu biến dạng. Trong mắt Na Già Lâu bỗng nhiên co rụt lại, nàng đã không thể nào đỡ được cú đấm này. Na Già Lâu không nhắm mắt, cho dù đến lúc này, trong mắt nàng vẫn không hề có chút sợ hãi nào. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một luồng kiếm quang chém đến. Uỳnh! Quyền ấn kia cứ thế mà bị kiếm quang này ép phải dừng lại, nhưng ngay sau đó, kiếm quang vỡ vụn, quyền ấn phá không bay đến. Mà lúc này, Diệp Huyên xuất hiện ở trước mặt Na Già Lâu, trong mắt hắn chợt lóe tàn nhẫn, chém ra một kiếm. Một kiếm này, hắn trực tiếp vận dụng huyết mạch chi lực, đồng thời tăng thêm sức mạnh của kiếm vô thượng. Uỳnh! Kiếm chém xuống, quyền ấn kia lập tức vỡ nát, mà Diệp Huyên và Na Già Lâu thì trong nháy mắt bị đẩy lùi ra xa nghìn trượng. Sau khi dừng lại, toàn bộ cánh tay phải của Diệp Huyên run lên bần bật. Chân trời, Võ Lê nhìn Diệp Huyên, phải chăng ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi? Diệp Huyên nhìn thẳng Võ Lê, ta đã từng đồng ý với tiền bối Na Già Long tộc rằng sẽ chăm sóc Na Già Lâu cô nương, Diệp Huyên ta nói được làm được. Võ Lê gật đầu, ta biết, đằng sau ngươi có rất nhiều chỗ dựa, cũng rất mạnh, nhưng mà... Diệp Huyên đột nhiên nói, ta một mình đấu với ngươi. Một mình đấu. Võ Lê nheo mắt lại, một mình đánh với ta. Diệp Huyên nhìn Võ Lê, ta không biết ngươi và Na Già Long tộc có ân oán gì, mà bây giờ cũng không muốn biết. Ta đơn đấu với ngươi, ân oán giữa ngươi và Na Già Long tộc, Diệp Huyên ta đón nhận. Nghe vậy. Trong đám mây ở nơi nào đó, ánh mắt cô gái thần bí lóe chút vui mừng, cười nói, vẫn rất có trách nhiệm, không khiến cha mẹ hắn mất mặt. Niệm Niệm nhìn về phía xa, cũng không nói gì. Nơi xa, Na Già Lâu ở sau lưng Diệp Huyên giữ chặt ống tay áo hắn, nàng lắc đầu. Diệp Huyên cười nói, ta đã đồng ý với ông nội cô rằng sẽ bảo vệ cô. Ta nói được thì làm được. Na Già Lâu nhìn Diệp Huyên. Đây là ân oán giữa Na Già Lâu ta và ông ta. Diệp Huyên nói, Na Già Long tộc có ơn với ta. Na Già Lâu trầm giọng nói, ông ta rất mạnh. Diệp Huyên cười nói, làm người, không thể vong ân phụ nghĩa. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Võ Lê kia, người cảm thấy thế nào? Võ Lê nhìn Diệp Huyên, người đơn đấu với ta, không công bằng. Diệp Huyên nói, vậy ngươi tự hạ cảnh giới đánh với ta. Mọi người. Trong đám mây, cô gái thần bí kia bỗng nhiên nở nụ cười, tên này đúng là thú vị. Võ Lê cũng rất xui xẻo, gặp phải người mặt dày như vậy. Nơi xa, Võ Lê nhìn Diệp Huyên, nếu ta không tự hạ cảnh giới thì sao? Diệp Huyên cười nói, vậy ta khiêu chiến vượt cấp, thua không mất mặt, thắng kiếm lời to. Sắc mặt mọi người trở nên kỳ lạ, lại nói, đúng là cái lý này. Võ Lê bước chậm về phía Diệp Huyên, mỗi một bước đi, hơi thở đều sẽ yếu đi một chút, khi ông ta chỉ còn cách Diệp Huyên vài chục trượng, cảnh giới của ông ta đã bị ông ta ép xuống quy nhất cảnh. Võ Lê nhìn Diệp Huyên, ép xuống quy nhất cảnh đã là cực hạn của ta rồi. Diệp Huyên cười nói, vậy là được rồi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên rút kiếm xông lên phía trước. Không gian trước mặt Võ Lê đột nhiên nứt toác, một sợi kiếm quang hiện ra. Võ Lê hơi nghiêng người, kiếm quang sượt qua nơi lông mày ông ta, mà lúc này, tay phải của ông ta bỗng nhiên quét ngang. Uỳnh! Kiếm quang vỡ vụn,
Diệp Huyên lập tức lùi ra xa ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, trước ngực hắn bỗng nứt toác, máu tươi chảy ra. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt rất nhiều cao thủ của vũ trụ ngũ duy đều trầm xuống. Diệp Huyên thoáng nhìn ngực mình, sắc mặt hắn dần trở nên ngưng trọng. Chiêu thức của võ đế này rất đơn giản, nhưng lại có tốc độ và sức mạnh. Về mặt tốc độ và sức mạnh, hắn bị áp chế rồi. Chính vào lúc này, võ lê bước lên trước một bước, một quyền ấn đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên sớm đã phòng bị, giơ kiếm chém ra. Quỳnh! Vùng không gian xung quanh Diệp Huyên lập tức sụp đổ, mà cả người hắn cũng lùi về sau mấy nghìn trượng. Hắn còn chưa dừng lại, võ lê đã lại bước lên một bước chính là một cú đấm. Một cú đấm vô cùng đơn giản. Nhưng lúc này đây, Diệp Huyên ở xa xa đột nhiên dậm mạnh chân phải, ngay sau đó, hai tay hắn cầm kiếm chém về phía trước, trong khoảnh khắc hắn chém xuống kia, bốn loại vực trực tiếp bao phủ võ lê. Ầm ầm, tinh không của cả vũ trụ ngũ duy lập tức chấn động mạnh. Ở bên dưới, Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu, trong mắt hắn là nét kinh ngạc. Khí tức thật mạnh, đây là ai? Diệp Huyên gật đầu. Võ Lê khẽ nói, khiến ta hơi bất ngờ. Nói xong, ông ta lại bước lên trước một bước. Quỳnh! Không gian trước mặt Diệp Huyên bỗng nhiên sụp đổ, sau đó, một tàn ảnh lướt đến, mạnh mẽ trong đó, cho dù là bốn loại vực cũng khó mà chấn áp. Đúng lúc này, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngay sau đó, hắn chợt chém xuống một kiếm. Một kiếm này vừa rơi xuống. Trong mắt võ lê bỗng nhiên co rụt lại, ông ta chuyển công thành thủ, tay phải giơ ngang chặn lại. Quỳnh! Trong mắt của mọi người, võ lê chợt lùi về sau mấy trăm trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người nơi đây đều sửng sốt. Đây là lực lượng gì? Nơi xa, bạch đế tử hưng phấn, ông ta biết là lực lượng gì? Tín ngưỡng chi lực. Đây là tín ngưỡng chi lực của đông đảo người trong vũ trụ ngũ duy. Mà bây giờ, Diệp Huyên đang dùng loại tín ngưỡng chi lực này. Tín ngưỡng chi lực thuần túy nhất. Giờ phút này, Diệp Huyên không chỉ là một người. Hắn đại diện cho tất cả mọi người tín ngưỡng hắn. Tín ngưỡng chi lực. Trong đám mây, cô gái thần bí kia khẽ nói, tín ngưỡng chi lực rất thuần túy. Ở sau lưng nàng ta, sắc mặt thánh chủ kia cực kỳ âm trầm. Niệm niệm nhìn về phía xa, vẫn không nói chuyện, nhưng trong mắt lại lóe chút vui mừng. Cô bé biết, sở dĩ Diệp Huyên có thể có được tín ngưỡng chi lực thuần túy như vậy, đó là bởi vì sinh linh của vũ trụ ngũ duy rất tin phục hắn. Nói cách khác, Diệp Huyên đối xử đủ tốt với toàn bộ sinh linh của vũ trụ ngũ duy. Nơi xa, võ lê nhìn Diệp Huyên, tín ngưỡng chi lực. Diệp Huyên mỉm cười, lại tiếp một kiếm của ta. Vừa dứt lời. Hắn bước lên trước một bước, cổ tay khẽ xoay, một kiếm chém ra. Vèo! Một sợi kiếm quang phá không chém ra. Nơi xa, võ lê bỗng nhiên siết chặt tay phải, sau đó vung ra một cú đấm. Quỳnh! Nơi cú đấm rơi xuống, không gian trực tiếp biến thành một vòng xoáy, sức mạnh to lớn hệt như nước lũ trút xuống. Giờ phút này, trời đất vỡ nứt. Ầm ầm! Hai luồng sức mạnh to lớn vừa tiếp xúc đã bùng nổ hệt như núi lửa, uy lực còn sót lại của sức mạnh to lớn này bao phủ toàn bộ đất trời, sắc mặt những cao thủ quy nhất cảnh xung quanh thay đổi, rối rít lùi về sau. Mà bên dưới, bỗng nhiên có một màn ánh sáng khổng lồ từ đạo thành dâng lên. Lồng phòng hộ. Đây là lồng phòng hộ do Huyền Cơ Tông dốc sức xây dựng, chính là sợ những sức mạnh to lớn kia tiến vào bên trong vũ trụ ngũ duy. Tạo thành công kích mang tính hủy diệt đối với vũ trụ ngũ duy. Những uy lực còn sót lại của sức mạnh này đều bị lồng phòng hộ ngăn cản, nhưng mà, toàn bộ lồng phòng hộ cũng vỡ vụn. Chân trời, võ lê lùi lại hơn 300 trượng, mà Diệp Huyên thì một bước cũng không lùi. Lúc này Diệp Huyên không chỉ có bốn loại vực, mà còn có tín ngưỡng chi lực của vũ trụ ngũ duy, bây giờ thực lực của hắn đã vượt ra khỏi phạm trù quy nhất cảnh. Võ Lê nhìn Diệp Huyên, ông ta biết, nếu như ông ta không khôi phục cảnh giới, dựa vào thực lực bây giờ của ông ta, không làm gì được Diệp Huyên. Đánh giá thấp thiếu niên trước mắt này rồi. Diệp Huyên chợt nói,
Võ đế các hạ, hôm nay Diệp Huyên ta chiếm lợi của ngươi, điều này hơi bất công với ngươi, ngươi xem như thế này được không? Một năm sau, chúng ta lại đánh một trận, khi đó, ngươi không cần tự hạ cảnh giới. Còn đánh. Võ Lê nhìn Diệp Huyên, ngươi muốn kéo dài thêm một năm. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Sắc mặt Võ Lê bình tĩnh, ngươi nhất định phải nhúng tay vào chuyện của Na Già Long tộc này sao? Diệp Huyên nói, chịu ơn của người ta, đương nhiên phải báo đáp. Võ Lê nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên lại nói, một năm sau, Diệp Huyên ta đánh một trận công bằng với các hạ, ta có thể thề với trời, nếu sau ta có người, ta tuyệt đối không cho bọn họ nhúng tay. Ngươi thấy được không? Võ Lê chậm rãi buông tay phải xuống, một năm sau, quyết sinh tử. Quyết sinh tử. Diệp Huyên nói, được. Võ Lê thoáng nhìn Na Già Lâu, ông nội ngươi tìm được một người tốt cho ngươi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám mây nào đó, các hạ, như ngươi mong muốn rồi. Nói xong, ông ta bước nhanh rồi biến mất ở nơi cách đó không xa. Trên đám mây, Niệm Niệm bỗng nhiên nói, chúc mừng. Cô gái thần bí trừng mắt nhìn, chúc mừng cái gì? Niệm Niệm nhìn cô gái thần bí, Võ Lê muốn giết Na Già Lâu, ông ta nhất định phải có sự trợ giúp của ngươi, bởi vì rất nhanh thôi, ông ta sẽ phát hiện, đối thủ này của ông ta trưởng thành cực nhanh, nhanh đến độ nằm ngoài dự đoán của ông ta. Khi đó, cho dù ông ta không muốn, nhưng ông ta cũng chỉ có thể xin ngươi giúp đỡ. Mà ông ta xin ngươi giúp đỡ, vậy không phải toàn bộ cực võ giới sẽ là vật trong túi ngươi rồi sao? Mà với trí tuệ của ngươi, hẳn không chỉ tính toán một điểm này, nếu như ta đoán không sai, e rằng cực võ giới cũng không đơn giản. Ngươi nói xem. Cô gái thần bí nhìn Niệm Niệm, một lát sau nàng ta đột nhiên cười nói, nếu như không có thằng nhóc bên dưới kia, ta rất muốn làm bạn với ngươi, bởi vì ngươi thật sự rất thông minh. Đáng tiếc. Chúng ta chỉ có thể làm kẻ thù. Niệm Niệm lấy một xiên kẹo hồ lô ra, người đánh một nước cờ rồi, bây giờ, đến lượt ta đánh. Khóe miệng cô gái thần bí hơi cong lên, mong chờ. Ngay sau khi Võ Lê rời đi, cả vũ trụ ngũ duy hoàn toàn trở nên tĩnh lặng. Không có tiếng hoan hô. Bởi vì vũ trụ ngũ duy cũng bị thương vong rất nặng. Trong không trung. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn mây trên trời, sau đó, hắn trực tiếp xuất hiện trên đám mây đó. Thế nhưng nơi này cũng không có. Diệp Huyên trầm mặc một lúc rồi quay người rời đi. Sau khi trở về đạo điện đạo thành, Niệm Niệm đang ngồi trên thềm đá trước đại điện, trong tay cô bé còn cầm một sâu kẹo hồ lô. Diệp Huyên đi đến trước mặt Niệm Niệm, Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, kết thúc rồi sao? Diệp Huyên khẽ cười, tạm thời kết thúc rồi. Niệm Niệm khẽ nhếch miệng cười, cô bé lấy một con cá sống, nướng cá. Diệp Huyên cười ha ha, được. Nói rồi, hắn kéo Niệm Niệm đi vào trong đại điện. Nướng cá. Hai người lần lượt ngồi xuống, Niệm Niệm ôm cánh tay Diệp Huyên, đầu tựa vào vai hắn, gương mặt tươi cười ngọt ngào. Lúc này, Bạch Đế Tử đi vào trong đại điện. Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, cười nói, ngồi đi. Bạch Đế Tử lắc đầu, ta đứng được rồi. Diệp Huyên cũng không miễn cưỡng, nói chuyện chính đi. Bạch Đế Tử do dự một lát, sau đó nói, còn tiền không? Nghe vậy, Diệp Huyên chợt sững người, hắn kinh ngạc nói, hết tiền rồi. Bạch Đế Tử gật đầu, tiền ngươi đưa ta căn bản đã dùng hết rồi. Diệp Huyên chớp mắt, đều dùng hết rồi. 3 tỷ đấy. Bạch Đế Tử gật đầu. Diệp Huyên có chút tò mò, dùng thế nào? Hắn biết, bình thường Bạch Đế Tử sẽ không tiêu xài hoang phí. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, những đan dược kia cơ bản đều đưa cho những người ưu tú nhất của chúng ta, còn tạo hóa thần tinh thì có quá nhiều nơi phải dùng tới. 1 tỷ tạo hóa thần tinh trong đó là ta dùng để hỗ trợ thế giới bên dưới. Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, thế giới bên dưới. Bạch Đế Tử trầm giọng, chính là một vài thế giới cấp bậc thấp hơn, những thế giới này vô cùng lạc hậu, sau đó ta dùng danh nghĩa của ngươi thành lập một vài học viên võ đạo cho những thế giới lạc hậu này, tên học viện cũng lấy tên học viện Ngũ Duy, còn ngươi là viện trưởng,
người nào đáp ứng được yêu cầu nhất định đều có thể miễn phí vào học viện tu luyện. Bước đầu tính toán, hiện tại chúng ta đã thành lập hơn 100 vạn học viện ngũ duy rồi, hơn nữa còn không ngừng mở rộng, như vậy cũng tiêu tốn rất nhiều. Nhưng lại rất có ý nghĩa. Diệp Huyên nói xem. Bạch Đế Tử gật đầu, vũ trụ ngũ duy sở dĩ lạc hậu hơn so với thế giới khác chủ yếu vì hai nguyên do, thứ nhất là giới hạn trên, thế nào là giới hạn cao nhất? Chính là văn minh võ đạo vũ trụ ngũ duy chúng ta. Trước khi có đạo kinh, ngoại trừ thiên đạo ngũ duy, đứng cao nhất của vũ trụ ngũ duy cũng chỉ là cảnh giới độn nhất mà thôi, hơn nữa còn là độn nhất giả. Nhưng bây giờ đã khác, chúng ta đã có đạo kinh, lại thêm thế giới bà sa gia nhập, bây giờ giới hạn trên và đạo môn của chúng ta cũng không có gì khác biệt. Nhưng giới hạn dưới thì sao? Một vài thế giới bên dưới của vũ trụ ngũ duy quá lạc hậu. Có vài thế giới thậm chí còn là thời kỳ hoang dã, suy nghĩ của ta rất đơn giản, thành lập học viện ngũ duy ở mỗi nơi, sẽ cho những thế giới lạc hậu đó một cơ hội học tập võ đạo, cũng cho bọn họ một cơ hội thay đổi vận mệnh. Đến khi người ưu tú càng lúc càng nhiều thì khi chúng ta phải thay đổi cả vũ trụ ngũ duy thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Nói đến đây, ông ta chợt dừng lại, rồi nói tiếp, đương nhiên, cũng có chút tư lợi. Ta dùng danh nghĩa của ngươi thành lập học viện ngũ duy, có thể nói là chỉ cần là người đi ra từ học viện chúng ta, thì đều là học sinh của ngươi, mà những người này sẽ kính ngươi như thần. Học sinh càng nhiều, sức mạnh tín ngưỡng của ngươi cũng càng nhiều, đây là hai mục đích. Chuyện quan trọng nhất là, chúng ta cũng có thể khai thác càng nhiều nhân tài, có vài người, không phải bọn họ không có bản lĩnh, cũng không phải không cố gắng, mà chỉ là không có cơ hội, không có nền tảng, nếu cho bọn họ một cơ hội. Cho bọn họ một nền tảng, bọn họ sẽ không kém hơn ai cả. Diệp Huyên trầm tư. Bạch Đế Tử do dự chốc lát, sau đó nói, chuyện này là ta tự tiện làm chủ, ta. Diệp Huyên cười nói, ngươi nghĩ nhiều rồi, ngươi làm rất tốt, không thể không nói, toàn bộ mọi mặt, chúng ta cũng không bằng ngươi. Chuyện tiền nong, ta sẽ nghĩ cách. Bạch Đế Tử gật đầu, ngươi nói như vậy ta cũng yên tâm rồi. Còn có một chuyện. Chính là ta đã tập hợp các bí thuật võ học của đạo đình và các đại tông môn của thế giới bà sa, những bí thuật võ học và thần thông chi thuật này, ta đã cho người biên chỉnh, đến lúc đó sẽ lưu giữ trong các học viện, chỉ cần là người đạt được yêu cầu thì đều có thể tu luyện. Nhưng võ học đạo kinh và tâm pháp đạo kinh tạm thời chỉ để tại học viện ngũ duy ở đạo thành chúng ta, học viện ngũ duy ở đạo thành là tổng bộ, nơi này sẽ là thánh địa trong lòng tất cả học sinh học viện ngũ duy, tất cả mọi người sẽ cố sức tu luyện. Để xin được tới đây. Bởi vì chỉ có đến được đây mới có thể học được võ học và tâm pháp đạo kinh trong truyền thuyết. Quan trọng nhất là, chỉ có đến đây thì mới có thể gặp được viện trưởng thần bí. Diệp Huyên. Bạch Đế Tử khẽ cười, muốn đến nơi này sẽ rất khó. Có thể nói là trong 100 vạn người thì chỉ có một người có thể đến được đây, bởi vì mỗi năm chúng ta chỉ nhận 30 người. Đến lúc đó khi tổng bộ bắt đầu tuyển chọn, người phải đích thân đến xem, người chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì có thể đến được tổng bộ thì chắc chắn là yêu nghiệt siêu cấp. Là yêu nghiệt siêu cấp thật sự. Diệp Huyên cười nói, rất chờ mong đấy. Nói rồi, hắn do dự chốc lát, sau đó nói, tất cả chuyện ngươi là đều rất tốt, chỉ là, về phương diện văn hóa thì. Bạch Đế Tử cười nói, ngươi yên tâm, tất cả học viện đều là văn võ song tu. Tu văn. Cũng chính là tu tâm, cũng quan trọng hệt như tu võ. Diệp Huyên gật đầu, người suy nghĩ rất chu đáo. Nói đến đây, hắn nhìn Niệm Niệm bên cạnh, vũ trụ ngũ duy có thể được như hôm nay, không thể bỏ qua công lao Niệm Niệm, nàng ấy bỏ ra cho vũ trụ ngũ duy hẳn nên để người của vũ trụ ngũ duy biết đến. Bạch Đế Tử liếc nhìn Niệm Niệm, gật đầu, ta biết, trong lớp văn hóa có bài văn về nhân vật truyền kỳ. Chỉ có nhân tài có đóng góp lớn cho vũ trụ ngũ duy mới được viết vào, trước mắt chỉ có hai người, một là Niệm Niệm cô nương, một là ngươi, mà Niệm Niệm cô nương xếp đầu tiên, ngươi xếp thứ hai. Ngoài ra, chúng ta cũng đã xây rất nhiều viện tưởng niệm cho Niệm Niệm cô nương ở khắp nơi trên thế giới, bên trong đều có ghi chép chi tiết đóng góp của Niệm Niệm cô nương cho vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên nhìn Bạch Đế Tử, cười nói, ngươi thật sự suy nghĩ rất chu toàn. Bạch Đế Tử nhẹ giọng nói, dù là Niệm Niệm cô nương hay là ngươi, mọi chuyện hai người làm với vũ trụ ngũ duy dù không được người đời ca tụng nhưng cũng không nên bị người đời lãng quên. Thật ra,
dù là đối với Diệp Huyên hay là Niệm Niệm thì vũ trụ ngũ duy đều là gánh nặng cả. Mộ Niệm Niệm chỉ cần buông bỏ vũ trụ ngũ duy thì ngoài ba thanh kiếm, nàng gần như đã là vô địch rồi, đối với Niệm Niệm mà nói, không có vũ trụ ngũ duy, thì nàng càng mạnh hơn. Như nghĩ đến gì đó, Bạch Đế Tử lại nói, còn có một chuyện, chúng ta đã lập ra một bộ luật, chỉ đợi ngươi gật đầu thì có thể thi hành khắp vũ trụ ngũ duy. Nói rồi, ông ta lấy ra một bộ sách dày cộm đưa cho Diệp Huyên. Diệp Huyên cầm lấy, hắn đưa mắt nhìn, một lúc sau, hắn nhìn Bạch Đế Tử, bộ luật này chỉ dành cho người tầng lớp thấp, hay là cho tất cả mọi người? Bạch Đế Tử nhìn Diệp Huyên, với tất cả mọi người. Cũng bao gồm cả ngươi, ngay cả ngươi, cũng không có đặc quyền gì. Diệp Huyên gật đầu, vậy thì được. Nói xong, hắn đưa bộ sách kia cho Bạch Đế Tử. Bạch Đế Tử nhận lấy bộ sách, sau đó nói, vậy ta bắt đầu thực hiện thôi. Diệp Huyên gật đầu. Bạch Đế Tử lui xuống. Diệp Huyên đưa con cá đã nướng chín cho Niệm Niệm bên cạnh, cười nói, ăn đi. Niệm Niệm nhận lấy cá, cô bé cười nói, ta đi ra ngoài chơi. Nói xong, cô bé cầm cá nướng ra khỏi đại điện. Trong đại điện chỉ còn lại mình Diệp Huyên. Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay hắn mở ra, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện luồng sức mạnh thần bí. Sức mạnh tín ngưỡng. Hắn có thể cảm nhận được, sức mạnh tín ngưỡng của mình đang mạnh hơn không ngừng. Sức mạnh tín ngưỡng này rất mạnh. Nếu không phải nhờ sức mạnh tín ngưỡng này, thì trước đó hắn căn bản không thể làm gì Võ Lê được. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, sức mạnh này hoàn toàn không thuộc về hắn. Đây là do vạn vật chúng sinh cho hắn. Nếu có một ngày hắn làm điều ngang trái, vũ trụ ngũ duy sụp đổ thì sức mạnh tín ngưỡng cũng sẽ biến mất. Không thể quả ỷ lại sức mạnh tín ngưỡng này. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên lấy ra một cuốn sách, đây là nội dung và chú thích cuốn Đạo Kinh thứ 9. Trong đó còn có tâm pháp và võ học đạo kinh của đạo kinh cuốn thứ 9. Mệnh quyền. Võ học đạo kinh cuốn thứ 9 này chính là mệnh quyền, mà khi nhìn thấy nội dung mệnh quyền này, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi. Mệnh quyền là gì? Cái giá phải trả là thiêu đốt tuổi thọ, sẽ đạt được thọ mệnh chi lực vô tận vô hạn. Thọ mệnh chi lực. Lần đầu tiên Diệp Huyên nghe thấy sức mạnh này. Dùng một năm tuổi thọ. Có thể đạt được 10 năm tu vi, đổi trăm năm có thể đạt được nghìn năm tu vi, đổi nghìn năm đạt được vạn năm tu vi, không chỉ vậy, khi thiêu đốt tuổi thọ, còn có thể vận dụng được sức mạnh vận mệnh bản thân. Diệp Huyên khép cuốn sách lại, một lúc lâu tâm tình vẫn chưa bình tĩnh lại. Trò này không thể tu luyện dễ dàng được. Mệnh quyền này huyền bí ảo diệu, trong đó còn đề cập đến sức mạnh vận mệnh cùng với một vài sức mạnh nhân quả. Dù sao hắn xem kiểu gì vẫn không hiểu được. Quan trọng nhất là, thứ này cần phải dùng đến tuổi thọ đấy. Mà tuổi thọ Diệp Huyên hắn có bao nhiêu chứ? Tuổi thọ hiện tại của hắn cũng chưa tới 1.000 năm. Thiêu đốt này, nhỡ may không tốt, e rằng sẽ gặp họa ngay. Hơn nữa, mệnh quyền này không phải hắn muốn tu luyện là tu luyện được, vô cùng khó khăn, cái khác không nói, mà khó khăn nhất chính là thân thể. Thân thể nhất định phải đạt đến quy nhất cảnh mới có thể miễn cưỡng tu luyện được. Miễn cưỡng. Nếu thân thể không đủ mạnh, thì căn bản không chịu đựng nổi sức mạnh đạt được sau khi thiêu đốt tuổi thọ. Ngoài ra, thần hồn bắt buộc cũng phải đủ mạnh. Có thể nói, mệnh quyền này yêu cầu cao thủ tu luyện rất khắc nghiệt. Diệp Huyên do dự. Uy lực của mệnh quyền này chắc chắn không cần nghi ngờ, một khi tu luyện được. E rằng uy lực cũng không kém với một kiếm miểu sát của hắn, thậm chí còn trên cả một kiếm miểu sát, quan trọng nhất là, hắn có thể kết hợp cả hai. Sau khi thiêu đốt tuổi thọ đạt được thọ mệnh chi lực, hắn có thể có thi triển một kiếm miểu sát. Với kết hợp như vậy, có thể nói, sức mạnh và trình độ của hắn đã đạt đến trình độ đáng sợ. Nhưng, thiêu đốt tuổi thọ không phải chuyện đùa, vả lại, có thể còn gây nghiện. Bởi vì càng thiêu đốt tuổi thọ thì sức mạnh cũng càng mạnh. Không có giới hạn. Khoảnh gặp cái chết cũng chính là lúc mạnh nhất. Một lúc lâu sau, cuối cùng Diệp Huyên vẫn lựa chọn tu luyện, nhưng, muốn tu luyện mệnh quyền này, hắn phải nâng cao thân xác hắn lên quy nhất cảnh trước.
Mà hiện tại hắn muốn tăng lên quy nhất cảnh thì phải có máu tổ long, mà máu tổ long thì chỉ có đạo môn mới có. Đạo môn sẽ cho mình sao? Chắc chắn là không. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lần này đạo môn vây đánh vũ trụ ngũ duy ta với quy mô lớn. Nói thế nào thì cũng phải đền bù tổn thất cho mình chứ. Nói rồi, hắn đột nhiên đứng dậy rời đi. Đạo môn. Bên trong đại điện, Tam cô nương ngồi xếp bằng dưới đất, trước mặt bà ta để một cây thước dài. Thước đạo môn. Trong đại điện, còn có một vài cao thủ đạo môn. Lúc này, vẻ mặt mọi người có chút nặng nề. Chuyến đi đến vũ trụ ngũ duy lần này, có thể nói đạo môn đã thất bại thảm hại quay về, tổn thất lần này của đạo môn thực sự quá nặng nề. Ngay lúc này, Tam cô nương đột nhiên mở bừng mắt, sau đó, bà ta lập tức biến mất không thấy đâu. Trên bầu trời bên ngoài đại điện, Tam cô nương đã xuất hiện trước mặt một người đàn ông. Người đàn ông này chính là Diệp Huyên. Nhìn thấy Tam cô nương, Diệp Huyên âm thầm đề phòng trong lòng, người phụ nữ này không hề đơn giản, nhất định phải cẩn thận. Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, có chuyện sao? Diệp Huyên gật đầu. Tam cô nương hỏi, chuyện gì? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, đạo môn các người đến vây đánh ta, gây ra tổn thương không thể xóa nhòa cho tâm hồn nhỏ bé của ta, có phải nên bồi thường cho tổn thất tinh thần của ta hay không? Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, người nghiêm túc sao? Diệp Huyên gật đầu. Tam cô nương nói, người muốn máu tổ long. Diệp Huyên khẽ chớp mắt, trong lòng có chút kỳ quái, sao bà biết được? Tam cô nương lại nói, người muốn tu luyện mệnh quyền. Diệp Huyên. Tam cô nương lại hỏi, người thực sự muốn tu luyện mệnh quyền. Diệp Huyên gật đầu. Tam cô nương nói, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, võ học đạo kinh này, cho dù là đạo môn ta cũng chỉ có hai ngươi từng luyện. Diệp Huyên nhíu mày, hai người. Tam cô nương gật đầu, sư tôn và ta. Diệp Huyên chớp mắt, tam cô nương tu luyện mệnh quyền thành công rồi sao? Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, có vấn đề. Diệp Huyên chần chừ sau đó nói, uy lực mạnh không? Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, có muốn thử không? Diệp Huyên vội vàng lắc đầu, không cần. Đùa sao, người phụ này không cần dùng mệnh quyền cũng đã chẳng đánh nổi rồi, nếu dùng mệnh quyền thì đạo thể cấp bậc này của bản thân hắn e rằng cũng đánh thành vụn. Tam cô nương nói, bản thân người muốn học mệnh quyền này không phải không thể, nói cách khác, người phải đi rất nhiều đường vòng. Có muốn ta dạy ngươi không? Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, bà dạy ta. Tam cô nương gật đầu, nếu ngươi muốn, ta có thể dạy ngươi. Diệp Huyên có chút khó hiểu, tại sao chứ? Tam cô nương quay đầu liếc nhìn cách đó không xa, cùng đi chứ? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, có thể. Tam cô nương gật đầu, bà ta đi về phía bên phải, Diệp Huyên cũng đi theo. Không lâu sau, hai người đã đến một chỗ sau núi có một con đường nhỏ, cuối con đường nhỏ là vách núi cao. Hai người đi theo con đường nhỏ. Tam cô nương bỗng nói, Diệp công tử, sở dĩ nhị sư huynh ta nhắm vào ngươi như điên cuồng chủ yếu là vì ngươi có đạo kinh, hắn sợ ngươi tập hợp 9 cuốn đạo kinh, sau đó đe dọa đến vị trí của hắn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, chính là vài năm nay, đạo môn cao cao tại thượng đã quen. Hắn cảm thấy đạo môn là đứng đầu thiên hạ, không cho bất kỳ ai mạo phạm. Hơn nữa, hắn đã bị người ta lợi dụng. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, bị người lợi dụng. Tam cô nương quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người có một kẻ thù rất mạnh, mạnh đến trình độ nào. Ta cảm thấy, nếu đối phương ra tay giết chết ngươi, thì ngươi căn bản không có đường sống. Nhưng ta điểm không hiểu, chính là đối phương lại không hề ra tay giết ngươi, hoặc là vì e ngại người sau lưng ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, người đó là ai? Tam cô nương lắc đầu, ta cũng không nhận ra, cũng không muốn biết, đây là chuyện giữa Diệp công tử và đối phương, đạo môn ta không muốn nhúng tay. Diệp Huyên không nói gì, trong lòng có chút nghi hoặc, kẻ địch này là ai chứ? Tam cô nương lại nói, Diệp công tử. Nếu ngươi muốn học mệnh quyền, ta có thể giúp ngươi, thậm chí có thể giúp thân thể ngươi tăng lên quy nhất cảnh. Diệp Huyên nhìn Tam cô nương, có điều kiện gì?
Tam cô nương khẽ cười, xóa bỏ ân oán vũ trụ ngũ duy và đạo môn. Diệp Huyên trầm mặc. Tam cô nương nói tiếp, Diệp công tử, kẻ địch của ngươi không phải đạo môn ta, kẻ địch đạo môn ta cũng không phải ngươi. Nhưng có người muốn đạo môn ta và ngươi rằng có đến chết, sau đó để ngươi và đạo môn ta, nói cách khác, để ngươi và đạo môn ta kết một mối ác duyên. Nhưng ta cảm thấy, giữa chúng ta hoàn toàn không nhất thiết phải trở thành kẻ thù, thứ nhất, chúng ta không xung đột lợi ích, thứ hai, chúng ta không có thâm thù đại hận gì, mà sở dĩ tạo thành thế cục như hiện tại, ngoại trừ người khác lợi dụng, thì cũng là vì nhị sư huynh ta thông minh có hạn, mà bây giờ, đạo môn là do ta làm chủ. Diệp Huyên hỏi, đạo lão nhị kia thì sao? Tam cô nương nói, hắn đã bị ta nhốt lại, ít nhất sẽ không xuất hiện trong 100 năm nữa, còn sau 100 năm, lúc đó nếu Diệp công tử vẫn chưa ngã xuống, ta nghĩ, nhị sư huynh cũng sẽ không gây ra uy hiếp gì với Diệp công tử cả, người nói xem. Diệp Huyên cười hỏi, bà không thể nói cho ta biết, người thần bí kia là ai được sao? Tam cô nương cười nói, đạo môn ta không đắc tội nổi. Mong Diệp công tử lượng thứ. Diệp Huyên đang định nói thì hắn phát hiện, hắn đã đi đến sát vách núi, dưới vách núi, mây mù lượn lờ, mờ mịt khó lường. Tam cô nương khẽ điểm ngón tay, mây mù bên dưới đột nhiên tự làm hai, sau đó, Diệp Huyên nhìn thấy một quái vật to lớn. Rồng. Nói đúng hơn là một cái đầu rồng. Đầu rồng này nằm ở đáy vực thẳm, vực sâu không biết đến đâu. Ngay khi đầu rồng xuất hiện, Diệp Huyên lập tức cảm nhận được áp lực kinh người. Long uy. Hắn chưa từng cảm nhận long uy mạnh đến vậy, so với áp lực này, ứng long ở huyền thành kia quả thực chỉ là trẻ nhỏ mà thôi. Diệp Huyên trầm giọng nói, tổ long. Tam cô nương gật đầu, chỉ có máu tổ long thì mới có thể nâng cao đạo thể hiện tại của ngươi. Diệp Huyên nhìn tam cô nương, rồng này đã chết rồi sao? Tam cô nương gật đầu. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, sao lại chết vậy? Tam cô nương gật đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyên. Tam cô nương nhìn đầu tổ long bên dưới, lúc đó ta còn nhỏ, chỉ biết sư tôn đưa nó quay về thì không lâu sau, nó đã chết rồi, còn về nguyên do vì sao, sư tôn cũng chưa từng nói. Mà sau khi rồng chết đi, sư tôn đã bảo vệ nó 3 tháng, 3 tháng sau, ông ấy cũng rời đi. Vừa rời đi đã không còn tin tức gì nữa. Nói rồi, bà ta khẽ lắc đầu, Diệp công tử, đạo môn ta không có ý đối địch với ngươi, đạo môn ta cũng không thể đắc tội ngươi, bây giờ ta quản lý đạo môn, ta muốn giải quyết ân oán giữa chúng ta và Diệp công tử. Diệp Huyên khẽ nói, tam cô nương, bà không sợ ta triệu hồi đại đạo chi linh, sau đó uy hiếp địa vị bà sao? Tam cô nương khẽ cười, nếu thật như vậy, ta vui mừng còn không kịp. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi thật sự được đại đạo chi linh công nhận, thì có nghĩa là ngươi là người sư tôn đã định, mà ngươi cũng chính là đạo môn nhất mạch của ta, có thiên tài như ngươi gia nhập, đương nhiên ta nên vui mừng rồi, còn về chủ nhân đạo môn, nói câu khó nghe thì vị trí này có tác dụng gì chứ? Vị trí nhị sư huynh hao tốn công sức giành lấy. Chỉ cần ta có lòng thì có thể đoạt lấy bất kỳ lúc nào. Nói rồi, bà ta lắc đầu, nhị sư huynh không hiểu được đạo lý rằng có thực lực mới là vương đạo, địa vị gì đó chỉ là hư ảo mà thôi. Diệp Huyên nhìn tam cô nương, nếu ta thật sự được đại đạo chi linh công nhận, bà thật sự nguyện ý nhường ta vị trí chủ nhân đạo môn. Tam cô nương gật đầu, nguyện ý. Diệp Huyên nói, nếu không được đại đạo chi linh công nhận thì sao? Tam cô nương cười nói, không nguyện ý. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Tam cô nương khẽ cười, được đại đạo chi linh công nhận có nghĩa người được sư tôn công nhận, nếu đã được sư tôn công nhận thì đương nhiên vinh nhục đạo môn sẽ gắn liền với ngươi, đồng sinh cộng tử. Nhưng nếu ngươi không được đại đạo chi linh công nhận thì có nghĩa ngươi không được sư tôn công nhận. Tình huống như vậy, đương nhiên ta không thể dùng tương lai của cả đạo môn để giúp ngươi được. Hơn nữa ngươi cũng không thể chủ động gia nhập đạo môn, đúng chứ? Diệp Huyên cười nói, ta hiểu rồi. Ý của lão tổ đạo môn mới là quan trọng nhất. Tam cô nương gật đầu, cũng giống như nhị sư huynh, mặc dù ta cũng muốn giết hắn, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử cả sư tôn, không nể mặt thầy tu cũng nể Phật, mọi chuyện cũng không nên quá gắt.
nhưng Diệp công tử có thể yên tâm, từ nay về sau, hắn sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa. Về chuyện này, ta có thể cam đoan. Diệp Huyên im lặng nhìn đầu rồng bên dưới kia. Thực ra hắn biết rõ, thái độ tam cô nương trước mắt khiêm tốn như vậy, không phải vì Diệp Huyên hắn, mà vì e ngại người sau lưng hắn, với cả, đối phương cũng không muốn bị người khác lợi dụng. Tam cô nương nhìn xuống bên dưới, cùng trầm mặc. Bà ta muốn hóa giải ân oán giữa vũ trụ ngũ duy và đạo môn, bởi vì thực sự đạo môn không có lý do gì đấu chọi với Diệp Huyên. Hơn nữa, Diệp Huyên có thể có đủ 9 cuốn đạo kinh, chuyện này không hề bình thường. Theo bà ta thấy, Diệp Huyên có khả năng chính là người sư tôn bà ta đã chọn. Nhưng bà ta không dám chắc, bởi vì đại đạo chi linh đã chạy rồi. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên cười nói, tam cô nương, chúng ta nói về mệnh quyền này đi. Tam cô nương liếc nhìn Diệp Huyên, cười nói về đạo thể trước đi. Đạo thể Diệp công tử tu luyện quả thực không tệ, nhưng cảnh giới khá thấp, đạo thể thành đạo cảnh đối với Diệp công tử hiện tại mà nói, hẳn có phần không đủ dùng rồi. Nói rồi, bà ta nhìn bên dưới, huyết mạch Diệp công tử mạnh mẽ, đủ để hấp thụ máu của tổ long này, muốn tăng cao cũng không phải vấn đề lớn. Còn nữa, vảy tổ long này rất cứng cáp. Ta có thể tặng Diệp công tử vài miếng để Diệp công tử chế tạo thành bảo giáp, nếu vậy thì ngoài một vài cao thủ thần bí, người bình thường muốn giết Diệp công tử hẳn là chuyện không thể. Diệp Huyên nhìn tam cô nương, cao thủ thần bí. Tam cô nương gật đầu, ví dụ như, cô gái váy trắng sau lưng Diệp công tử chẳng hạn. Diệp Huyên cười nói, tại sao không so sánh với người khác chứ? Tam cô nương khẽ cười, hết cách rồi, thực lực yếu. Không đắc tội được người khác, mong Diệp công tử lượng thứ. Diệp Huyên khẽ cười, sau đó nhìn bên dưới, hắn khẽ nhao mắt, rốt cuộc là ai lại khiến tam cô nương này e ngại đến vậy? Là ai hại mình chứ? Lúc này, tam cô nương chợt nói, Diệp công tử, chúng ta đi xuống thôi. Diệp Huyên thôi suy nghĩ, gật đầu, được. Ngay sau đó, hai người đã đi xuống đáy vực sâu thẳm. Trong tinh không, một gái chậm chậm bước, một cô bé tay trái cầm kẹp hồ lô, tay phải thì cầm cá nướng. Cô bé này chính là Niệm Niệm. Đi không biết bao lâu, tinh không trước mặt Niệm Niệm đột nhiên nứt ra, một âm thanh vang lên từ bên trong, vũ trụ tam duy không hoan nghênh người ngoài đến, lập tức rời đi. Niệm Niệm nhìn không gian kia, Diệp Huyên. Sau một thoáng im lặng, vùng không gian kia đột nhiên nứt ra, sau đó... Một cô gái bước ra ngoài. Cô gái mặc váy trắng, tay cầm thanh phương thiên họa kích, vẻ mặt lạnh nhạt. Nhìn thấy cô gái, ánh mắt Niệm Niệm có chút kinh ngạc. Cô gái này quá mạnh. Đây là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được. Cô gái nhìn Niệm Niệm, Diệp Huyên. Niệm Niệm gật đầu. Cô gái hỏi, ngươi là ai? Niệm Niệm cười khẽ, để ta từ từ nói. Ở bên khác. Cực võ giới. Một nơi trên đỉnh núi, võ lê đột nhiên mở bừng mắt, trước mặt ông ta không xa có một cô gái đang đứng. Chính là cô gái thần bí của thánh địa. Võ lê nhìn cô gái thần bí, người muốn ta giết Diệp Huyên. Cô gái thần bí lắc đầu khẽ cười, không, ngươi không giết được hắn. Võ lê khẽ nhíu mày, người sau lưng hắn. Cô gái thần bí gật đầu. Cười nói, nhìn thấy cô gái đứng cạnh ta ngày hôm đó rồi đúng không? Võ Lê trầm mặc. Cô gái thần bí nói, đó là thiên đạo ngũ duy. Võ Lê nói, ta biết. Cô gái thần bí cười nói, sở dĩ ngươi đồng ý với ước hẹn một năm của Diệp Huyên, nguyên nhân chủ yếu là vì nàng ta, bởi vì ngươi biết, có nàng ta thì ngươi không thể giết chết Diệp Huyên, đúng không? Võ Lê nhìn cô gái thần bí, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cô gái thần bí khẽ cười, người cảm thấy một năm sau mình nắm chắc được bao nhiêu phần. Võ Lê trầm mặc. Nắm chắc được bao phần. Thực ra, ông ta quả thực không dám đảm bảo. Cảnh giới hiện tại của ông ta vượt qua Diệp Huyên, nhưng, sức chiến đấu của Diệp Huyên không hề yếu chút nào. Hơn nữa, tốc độ tăng trưởng thực lực của hắn thật sự quá nhanh. Một năm sau, bản thân ông ta thật sự nắm chắc không? Ngay lúc này. Cô gái thần bí đột nhiên cười nói, muốn biết trên thần cảnh là cảnh giới gì không? Con người võ lê co lại,
ông ta nhìn cô gái thần bí, rốt cuộc ngươi là ai? Cô gái thần bí khẽ cười, vấn đề này ta không thể trả lời ngươi. Võ Lê trầm giọng nói, các hạ, với thực lực của ngươi, nếu muốn giết Diệp Huyên kia hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Tại sao ngươi phải để ta làm? Cô gái thần bí lắc đầu, vẫn không thể. Võ Lê nhíu mày, tại sao? Cô gái thần bí cười nói, bởi vì cô gái kia cách nơi này khá gần, ta muốn nàng ta tăng tốc, hay nói cách khác, ta muốn nguyên nhân tai ách trên người hắn được thúc đẩy nhanh hơn, bởi vì bây giờ người giúp đỡ hắn quá nhiều, quá trình nguyên nhân tai ách của hắn cũng có phần bị chậm lại. Võ Lê nhìn chằm chằm cô gái, ngươi không dám công khai giết hắn. Cô gái thần bí cười nói, đây không phải vấn đề ngươi nên để tâm. Lần này ta đến tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một chuyện, ngươi có nguyện ý bỏ qua Na Già Lâu của Na Già Long tộc kia không? Nếu ngươi nguyện ý buông bỏ mối hận này, ta sẽ không đến tìm ngươi nữa. Nếu không nguyện ý, thì chúng ta có thể hợp tác. Võ Lê trầm mặc. Cô gái thần bí khẽ cười, xem ra, ngươi không đồng ý từ bỏ mối hận này rồi. Nói rồi. Nàng ta khẽ điểm ngón tay, một cuốn sách cổ xuất hiện trước mặt Võ Lê, cuốn sách này có thể giúp ngươi tiến lên một bước. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Võ Lê ở tại chỗ im lặng không nói, một lúc sau, ông ta mở cuốn sách cổ kia ra, dần dần, vẻ mặt ông ta càng trở nên nặng nề hơn, đến cuối cùng, ánh mắt u ám của ông ta dần trở nên phấn khích. Trên bầu trời, cô gái thần bí đi về phía xa. Sau lưng nàng ta chính là Thánh Chủ. Thánh Chủ do dự chốc lát, sau đó nói, chủ nhân, người muốn đào tạo tên Võ Lê kia, sau đó để hắn chống lại Diệp Huyên. Cô gái thần bí lắc đầu khẽ cười, ta coi trọng không phải hắn, mà là cực võ giới này. Cực võ giới. Thánh Chủ trầm mặc. Đối với cực võ giới này, đến cả Thánh Chủ cũng không biết quá nhiều. Ông ta chỉ biết. Cực võ giới này đã từng xuất hiện 6 vị võ đế. Năm đó sau khi lão tổ đạo môn biến mất, cực võ giới này thoáng chốc đã trở thành thế lực đứng đầu, nhưng đối với tình hình nội bộ trong võ cực giới thì thánh địa không biết rõ. Cực võ giới không hề mở cửa với bên ngoài, người bên ngoài căn bản không thể tiến vào, nơi này thật sự rất thần bí. Cô gái thần bí quay đầu nhìn về phía cực võ giới, cười nói, nơi này, thật sự không đơn giản. Nói xong, nàng ta rời tầm mắt đi, đi gặp mấy ông lão kia thôi. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Không lâu sau, hai người đã biến mất nơi chân trời phía xa. Tại đạo môn, Diệp Huyên và Tam cô nương đã đến đáy vực, không thể không nói, Diệp Huyên thật sự kinh ngạc vì vực thẳm này rồi. Nói đúng hơn là kinh ngạc vì tổ long này. Vực thẳm sâu không thấy đáy. Mà bọn họ sau khi đi xuống gần 5.000 trượng rồi mà vẫn không thấy đáy, tổ long này rốt cuộc lớn đến nhường nào, bây giờ Diệp Huyên cũng không biết rõ, bởi vì từ trên vị trí này của hắn nhìn xuống, thì vực sâu còn ít nhất mấy nghìn trượng nữa. Ngay lúc này, tam cô nương kia đột nhiên dừng lại, bà ta nhìn tổ long kia, khẽ hành lễ kia, đắc tội rồi. Nói rồi, bà ta khẽ điểm ngón tay khẽ lướt, một phần không vảy trên cơ thể của tổ long lập tức nứt ra. Máu tươi bắn ra ngoài. Tam cô nương nhấc tay phải, máu tươi đều rơi vào trong hồ lô trắng trên tay bà ta. Máu tổ long. Diệp Huyên nhìn hồ lô trắng kia, lòng có chút vui mừng. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của máu tổ long kia, có thể nói, ứng long kia của Huyền Thành căn bản không thể so với con rồng lớn này được. Lúc này, tam cô nương đột nhiên thu hồi hồ lô kia, bà ta đưa hồ lô cho Diệp Huyên, bắt đầu đi. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó hỏi, chừng này đủ không? Tam cô nương cười nói, nếu không đủ thì lại lấy tiếp. Dù sao cũng tiện. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhận lấy hồ lô, hắn mở hồ lô ra, một cảm giác nóng hầm hập ập đến. Máu đỏ của tổ long này giống như nham thạch vậy. Diệp Huyên nhìn tam cô nương, cứ nuốt sống như vậy sao? Tam cô nương gật đầu, nuốt xuống. Diệp Huyên do dự, sau đó lại hỏi, sẽ không nguy hiểm gì chứ? Tam cô nương quan sát Diệp Huyên, nói, với thân thể của ngươi thì hẳn có thể chịu đựng được. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, được. Nói rồi, hắn lập tức uống máu tổ long.
Ầm. Máu huyết vừa vào trong cơ thể, quần áo quanh người Diệp Huyên bỗng chốc biến thành tro bụi, đồng thời, cả người hắn lập tức bốc cháy. Tam cô nương quan sát cơ thể Diệp Huyên, sau đó nói, dùng huyết mạch chi lực của ngươi trấn áp. Diệp Huyên vội thi triển huyết mạch chi lực của mình, sau khi huyết mạch chi lực của hắn được sử dụng, sức mạnh huyết mạch của máu tổ long lập tức bị trấn áp. Thấy vậy, Diệp Huyên thoáng chốc thở phào. Nếu huyết mạch chi lực bản thân hắn không thể trấn áp được máu tổ long, thì có thể hắn cũng xong đời rồi. Bởi vì vừa nãy khi máu tổ long tiến vào trong cơ thể, hắn đã cảm nhận được cơ thể mình cũng đã bị thiêu đốt. Máu tổ long kia thực sự quá mạnh. Dù là đạo thể của hắn cũng khó mà chịu đựng nổi. Cũng may huyết mạch chi lực bản thân hắn vẫn có thể trấn áp máu tổ long này, bằng không đạo thể hiện tại của hắn thực sự không thể hấp thụ lấy máu tổ long này được. Ngay lúc này, Tam cô nương bỗng nói, bắt đầu hấp thu máu tổ long đi. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó bắt đầu hấp thụ máu tổ long. Tam cô nương không ngừng quan sát Diệp Huyên, ngay sau đó, ánh mắt bà ta nhìn nơi nào đó trên người Diệp Huyên, quan sát một lúc, sau đó bà ta lắc đầu, đàn ông các ngươi cũng hư hỏng quá đấy. Các ngươi có tác dụng gì đâu chứ? Diệp Huyên. Không lâu sau, Diệp Huyên cảm thấy máu tổ long trong cơ thể mình đã bị hấp thu sạch sẽ, thế nhưng thân thể lại không có thay đổi gì. Diệp Huyên mở mắt nhìn Tam cô nương, bà ta im lặng một lúc, sau đó lại lấy một hồ lô máu tổ long đưa cho Diệp Huyên. Hắn cũng không khách khí, cầm lấy hồ lô hấp thụ. Một hồ lô máu tổ long đi vào trong cơ thể, sức mạnh máu huyết mạnh mẽ bắt đầu lan rộng ra khắp cơ thể, Diệp Huyên vội dùng huyết mạch chi lực trấn áp. Cứ như vậy, khoảng chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyên lại mở mắt nhìn Tam cô nương. Máu tổ long lại bị hắn hấp thụ sạch. Nhưng cơ thể hắn vẫn không có thay đổi quá nhiều. Tam cô nương nhướng mày, người hấp thu khỏe như vậy sao? Diệp Huyên cười khố, ta cũng không biết. Nói rồi, hắn liếc nhìn tổ long cách đó không xa, Tam cô nương, có thể cho ta hấp thụ thêm không? Bà nhìn xem, rồng này lớn vậy mà. Tam cô nương chớp mắt nhìn Diệp Huyên, máu rồng này rất quý giá. Diệp Huyên cười khổ, ta biết, nhưng ngươi cho ta hấp thụ thêm một chút, cảm thấy tác dụng không quá lớn. Ngươi xem ta, thân xác cũng chẳng có thay đổi gì. Tam cô nương ngẫm nghĩ rồi nói, ngươi đợi đi. Nói xong, bà ta quay người rời đi. Sau khi Tam cô nương rời đi, ánh mắt Diệp Huyên nhìn vào tổ long kia, trong mắt tỏa sáng. Toàn thân tổ long này đều là bảo bối. Hơn nữa còn là bảo bối vô giá. Ngay lúc ấy, Tam cô nương cầm một thùng gỗ lớn, trong thùng gỗ đều là máu rồng. Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, uống đi. Diệp Huyên chớp mắt, nhiều như vậy sao? Tam cô nương lạnh nhạt nói, ta xem thử ngươi có thể hấp thụ được bao nhiêu. Diệp Huyên khẽ cười, lập tức ôm lấy thùng gỗ lớn. Sau khi máu rồng tiến vào trong cơ thể Diệp Huyên, dần dần, thân thể Diệp Huyên lại bắt đầu đỏ rực như thép nóng. Cuối cùng cũng có thay đổi rồi. Tam cô nương thở phào trong lòng, dù sao máu của tổ long này cũng rất quý giá. Phải biết rằng, tổ long này chỉ có một con, máu của nó dùng một chút thì bớt đi một chút, không thể sinh ra thêm. Dưới tình huống như vậy, rõ ràng máu của nó vô cùng quý giá. Đừng nói là Diệp Huyên, mà thành viên nội bộ đạo môn muốn có được máu của tổ long này cũng rất khó. Ngay lúc này, quanh người Diệp Huyên đột nhiên tỏa ra hơi thở mạnh mẽ, đồng thời, trên người hắn lập tức bốc cháy. Diệp Huyên kinh sợ trong lòng, vội vàng thi triển huyết mạch chi lực của mình để trấn áp. Tam cô nương bỗng nói, đừng chỉ trấn áp không, nhớ phải hấp thụ. Còn nữa, sử dụng tâm pháp đạo kinh. Để tâm pháp đó trợ giúp huyết mạch chi lực của ngươi. Diệp Huyên gật đầu, vội sử dụng tâm pháp đạo kinh, cứ như vậy, máu tổ long trong người hắn dần dần bình tĩnh lại, hơn nữa từng giọt đều bị hắn hấp thụ, mà thân thể hắn cũng dần dần có thay đổi. Tam cô nương cứ nhìn Diệp Huyên như vậy, không biết đang nghĩ gì. Tại vũ trụ Tam Duy. Cô gái váy trắng và Niệm Niệm chậm chậm bước đi qua một lúc lâu. Niệm Niệm quay đầu nhìn cô gái váy trắng, chính là như vậy. Cô gái váy trắng trầm mặc một lúc,
Sau đó nàng ta chậm chậm nhắm mắt lại, ta biết cô gái đó là ai rồi. Niệm Niệm có chút hiếu kỳ, ai? Cô gái váy trắng mở mắt ra, nhẹ giọng nói, nếu thật sự là nàng ta thì hắn có thể gặp nguy hiểm rồi. Có nguy hiểm. Nghe thấy lời của cô gái váy trắng, Niệm Niệm rút sâu hồ lô trong miệng ra, sau đó nói, ta đã bị dính nguyên nhân tai ách, không thể ra tay, nếu như ra tay thì sẽ đồng ý cô gái kia, cho nên. Nói đến đây, mắt nhìn cô gái váy trắng, ta đến tìm các người. Cô gái váy trắng trầm mặc. Niệm Niệm hỏi, không tiện ra tay. Cô gái váy trắng gật đầu, không tiện, nhưng mà, nếu đã là nàng ta thì dù có thế nào ta cũng nên đi một chuyến. Niệm Niệm gật đầu, đa tạ. Nói xong, cô bé liếc nhìn vũ trụ tam duy bên dưới, nơi này không cho người vào à. Cô gái váy trắng gật đầu, nhất là kiểu người mạnh như các người. Niệm Niệm cười hỏi, tại sao? Cô gái váy trắng nói, bảo vệ vũ trụ này. Bảo vệ. Niệm Niệm gật đầu, hiểu rồi. Cô gái váy trắng nhìn Niệm Niệm, quay về trước đi, lúc nên xuất hiện ta sẽ xuất hiện. Niệm Niệm khẽ cười, được. Nói xong, cô bé quay người rời đi. Cô gái đứng tại chỗ im lặng một lúc, sau khẽ lắc đầu, nghiệt xuyên. Nói xong, nàng ta quay người rời đi. Niệm Niệm vẫn chưa quay về vũ trụ ngũ duy, mà là đến U Minh Điện trong vũ trụ tứ duy. Trong đại điện vô cùng lạnh lẽo. Niệm Niệm vừa đi vào đại điện thì một âm thanh đã vang lên trong đại điện, hắn lại gây họa rồi. Niệm Niệm cười nói, xem như vậy đi. Giọng nói kia lại nói, không thể giải quyết. Niệm Niệm lắc đầu, ta đã bị nguyên nhân tai ách kiềm chế, một khi ra tay thì phải trả giá rất rất lớn. Giọng nói kia khẽ nói, có lẽ, nên để hắn tự mình đi con đường của mình. Niệm Niệm khẽ cười, ta cũng muốn, nhưng, đã xuất hiện một cô gái thần bí, cô gái đó không phải đối thủ hắn có thể chống lại được. Giọng nói kia nói, cô gái thế nào? Niệm Niệm miêu tả lại. Một lúc sau, giọng nói kia khẽ nói, thì ra là nàng ta. Niệm Niệm cười nói, xem ra, các người đều biết nàng ta. Giọng nói kia nói, biết, hơn nữa trước đây cũng từng gần gũi. Niệm Niệm chớp mắt, thật sự như lời nàng ta nói, nàng ta và Diệp Huyên cũng rất thân. Giọng nói kia nói, rất thân, là người thân nhất. Niệm Niệm nhíu mày, vậy tại sao nàng ta lại làm như vậy? Giọng nói kia thấp giọng thở dài, chuyện này nói ra rất phức tạp. Niệm Niệm cười nói, thì ra bọn họ là người quen từ lâu, vậy nên làm sao? Giọng nói kia im bặt. Niệm Niệm khẽ liếm sâu hồ lô, nói, bây giờ nàng ta muốn lợi dụng nguyên nhân tai ách để giết hắn, nhưng ta biết, nàng ta chắc chắn có một kế hoạch tỉ mỉ, một khi kế hoạch này thành công thì hắn thực sự sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Giọng nói kia nói, về mặt thực lực, ngoài tam kiếm thì không ai có thể giết nàng ta. Về trí tuệ, cũng chỉ có thực dược có thể so với nàng ta, chỉ bằng, đi tìm Đinh cô nương. Có lẽ nàng ta có cách hay, còn về chúng ta. Thực không giấu gì, chúng ta bây giờ cũng gặp một vài vấn đề, khó mà thoát ra được. Niệm Niệm bỗng cười nói, không cần, nếu các ngươi đã khó xử, vậy thì để ta vậy. Nói xong, cô bé quay người rời đi. Giọng nói kia nói, cô nương, cẩn thận với người này, nếu bây giờ nàng ta mới xuất hiện đối phó với Diệp Huyên chắc chắn có nguyên do, một khi nàng ta ra tay, nhất định đã có kế hoạch hoàn mỹ. Niệm Niệm gật đầu, ta biết. Giọng nói kia lại nói, đừng để thiên mệnh nhúng tay vào chuyện này. Niệm Niệm hiếu kỳ, tại sao? Giọng nói kia im lặng một lúc rồi nói, để thiên mệnh nhúng tay sẽ khiến chuyện trở nên phức tạp hơn, cũng có thể khiến bên này nội chiến. Bởi vì với thiên mệnh, ngoài ca ca mình thì nàng ta không tiếp nhận ai cả, ai cũng dám giết, năm đó nếu không phải người đàn ông mặc thanh sam kia. Thì ngay cả mẹ ruột của Diệp Huyên nàng ta cũng đã giết rồi. Thậm chí cả chúng ta cũng giết, nàng ta không nói lý gì cả, một khi chọc giận nàng ta, thì đối với cả thế giới này mà nói chính là một tai họa. Mà nếu nàng ta lại tiêu diệt thế giới, vậy nguyên nhân tai ách trên người Diệp Huyên thật sự không thể giải được nữa. Niệm Niệm nhẹ giọng nói, nguyên nhân tai ách trên người hắn là bởi vì cô gái váy trắng và phụ thân hắn sao?
Giọng nói kia nói, có một nửa nguyên nhân là bọn họ. Hai người không bị dính tất cả các nhân quả, nhưng không có nghĩa người thân của bọn họ làm được như vậy. Có thể nói, bây giờ Diệp Huyên là đang gánh họa cho bọn họ. Mà thiên mệnh kia cũng bởi vì như vậy, mới không dám tạo sát nghiệt nhiều thêm, nếu không trước khi nàng ta rời đi, sợ rằng đã giết sạch toàn bộ những người có thể đe dọa hắn rồi. Nói rồi, đối phương khẽ dừng lại rồi nói, thật ra, hiện tại tính khí nàng ta đã thay đổi tốt hơn nhiều rồi, đây đều là vì hắn. Niệm Niệm trầm mặc. Thật ra cô bé đã đoán được từ lâu, đoán được một phần nguyên do của nguyên nhân tai ách của Diệp Huyên là vì cô gái váy trắng và người đàn ông mặc thanh sam, bởi vì hai người thân này của Diệp Huyên cũng không phải người lương thiện gì. Một lúc sau, Niệm Niệm chợt nói, ta hiểu rồi. Nói xong, Niệm Niệm quay người rời đi. Giọng nói kia lại nói, ta sẽ nghĩ cách liên lạc với Đinh cô nương, xem nàng ta có cách gì giải quyết mối ân oán này không. Còn nữa, Niệm cô nương, đấu với cô gái này nhất định phải cẩn thận, nàng ta có thể còn khó đối phó hơn tưởng tượng nhiều. Niệm Niệm cười nói, ta biết rồi. Nói xong, cô bé đã biến mất nơi chân trời. Trong điện, một tiếng thở dài lại vang lên. Tại đạo môn, dưới đáy vực sâu, Diệp Huyên ngồi xếp bằng dưới đất, quanh người hắn lúc này tỏa ra ngọn lửa mờ mờ. Ngọn lửa do máu của tổ long kia tỏa ra. Sau khi uống đủ một thùng máu tổ long, cuối cùng thân xác hắn cũng có thay đổi, quan trọng nhất là có tam cô nương chỉ điểm. Hắn phát hiện, tam cô nương này biết về đạo thể vượt xa cả hắn. Tam cô nương ở bên cạnh liếc nhìn, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên bây giờ đã bước vào giai đoạn cuối cùng, không bao lâu nữa là có thể đột phá. Bà ta cũng có chút đau lòng, bởi vì Diệp Huyên hấp thụ quá nhiều máu tổ long. Hấp thụ một ít thì mất đi một ít. Tam cô nương rời khỏi vực sâu, bà ta đến đạo ngục. Đạo ngục. Đây là nơi đạo môn chuyên để giam giữ đệ tử phạm sai lầm. Tam cô nương đến trước mặt đạo lão nhị kia. Lúc này linh hồn đạo lão nhị đang bị một ngọn lửa khóa chặt. Nhìn thấy tam cô nương, đạo lão nhị chậm rãi nhắm mắt lại, đến cười nhạo ta sao? Tam cô nương lắc đầu, nhị sư huynh, xem ra vẫn chưa bình tĩnh lại. Nói xong, bà ta quay người rời đi. Lúc này, đạo lão nhị chợt nói, rốt cuộc là đang sợ gì? Tam cô nương quay người nhìn đạo lão nhị, cười nói, thật sự cho rằng thần cảnh là vô địch sao? Đạo lão nhị nhìn tam cô nương, có thể giết Diệp Huyên. Tam cô nương khẽ cười, tình huống bình thường thì ta có thể giết hắn, nhưng giết hắn rồi thì sao? Đạo môn ta có thể chống đỡ được thế lực sau lưng hắn đến báo thù sao? Ta biết, xem ra là có thể, trong lòng thì đạo môn vẫn luôn là vô địch. Đại lão nhị trầm mặc. Tam cô nương nói tiếp, huynh có từng nghĩ đến, tại sao chúng ta phải giết hắn không? Bởi vì hẳn có 9 cuốn đạo kinh, chẳng lẽ đã quên lời sư tôn rồi sao? Đạo kinh không phải đạo kinh của đạo môn, là đạo kinh của người thiên hạ, bất kỳ ai cũng có thể học và học của ông ấy, mà tâm nguyện lớn nhất của ông ấy là gì? Là để võ học văn minh trong đạo kinh lưu truyền khắp vạn giới, để người thiên hạ có thể học tập. Nhưng huynh thì sao? Ông ấy vừa đi, thì huynh đã lấy đạo kinh và đạo môn chiếm làm của riêng. Tại sao đại đạo chi linh không thừa nhận huynh? Rất đơn giản, bởi vì hành vi của huynh đã phản bội lại ước nguyện ban đầu của sư tôn. Sắc mặt đạo lão nhị nặng nề, không nói gì. Tam cô nương lại nói đến Diệp Huyên này, đến bây giờ vẫn cho rằng đạo môn ta có thể giết hắn. Nhưng có biết hay không, nếu đạo môn ta thật sự động đến hắn, đạo môn ta sẽ vạn kiếp bất phục. Đạo lão nhị trầm giọng nói, rốt cuộc sau lưng hắn có thế lực gì? Tam cô nương lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết, chắc chắn không phải thế lực mà đạo môn ta có thể dây dưa. Nói rồi, bà ta nhìn đạo lão nhị, nhị sư huynh, có biết tại sao vẫn cứ lần nữa không thể đạt đến thần cảnh không? Đạo lão nhị nhìn tam cô nương nhẹ giọng nói, bởi vì quá để ý đến đạo kinh. Không chỉ để ý đến đạo kinh, mà có quan tâm đến quyền lợi. Con đường này đã đi chệch hướng rồi. Nói xong, bà ta quay người rời đi, khi đến cửa thì dừng lại, giam cầm 100 năm, nếu trong 100 năm này có thể tỉnh ngộ thì tự khắc sẽ đạt đến thần cảnh,
nếu không thể tỉnh ngộ, mà cứ sống trong thù hận thì cứ đi chết đi. Nói xong bà ta đã biến mất. Đạo lão nhị trong đạo ngục im lặng không nói gì. Sau khi tam cô nương ra khỏi đạo ngục, bà ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, lúc này, một bóng người xuất hiện ngay sau lưng bà ta. Bóng người khẽ hành lễ, tam chủ. Tam cô nương nhẹ giọng nói, có tra được lai lịch đối phương không? Bóng người trầm giọng nói, chỉ biết đối phương đến từ thánh địa, còn thân phận thì không tra được. Thánh địa. Tam cô nương khẽ nhắm mắt lại, cô gái đó, muốn dùng đạo môn ta làm mồi nhử. Bóng người thấp giọng nói, tam chủ, muốn trả thù không? Tam cô nương lắc đầu, chúng ta không phải đối thủ của người ta. Bóng người do dự chốc lát, sau đó nói, đối phương mạnh đến vậy sao? Tam cô nương nhẹ giọng nói, mạnh hơn so với chúng ta tưởng. Nhưng chuyện này cũng không thể bỏ qua đơn giản như vậy. Người kia không phải muốn giết Diệp Huyên sao? Vậy chúng ta trợ giúp Diệp Huyên, để hắn trở nên mạnh hơn một chút, khiến nàng ta nếm chút khó khăn. Nói xong, bà ta quay người rời đi. Dưới đáy vực, Diệp Huyên đột nhiên mở bừng mắt, mắt hắn sáng rực ánh lửa. Lúc này, tam cô nương xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, bà ta nhìn Diệp Huyên, chúc mừng. Diệp Huyên đứng dậy, hắn siết chặt hai tay, không gian xung quanh lập tức chấn động. Sức mạnh. Lúc này, Diệp Huyên đã cảm nhận được luồng sức mạnh vô biên vô tận. Sức mạnh huyết mạch từ máu của Tổ Long. Bây giờ, không chỉ thân thể hắn đạt đến quy nhất cảnh, mà sức mạnh này cũng tăng lên ít nhất 10 lần. Quan trọng nhất là thân thể đã đạt đến quy nhất cảnh. Bây giờ cao thủ quy nhất cảnh bình thường căn bản không thể làm gì được thân thể hắn cả. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên nhìn tam cô nương, bây giờ ta có thể tu luyện mệnh quyền rồi sao? Tam cô nương gật đầu, có thể, nhưng, chiêu này lực sát thương quá lớn, dùng một lần tương đương với đả thương đối thủ 1000 còn bản thân là 800, thậm chí tổn thương đối thủ 1000 mà tổn thương bản thân là 2000, cho nên, chắc chắn muốn học sao? Diệp Huyên cười nói, học. Tam cô nương gật đầu, đi theo ta. Nói xong, bà ta quay người rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, tam cô nương. Tam cô nương quay đầu nhìn Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, không phải nói muốn tặng ta vảy Tổ Long sao? Nói rồi, hắn đi đến bên cạnh Tổ Long kia, khẽ vỗ vào một vùng vảy dày dạn, cười nói, ta cảm thấy miếng này có thể. Nếu không để ý thì ta cứ gỡ đi được chứ. Nói xong hắn đã bắt đầu bóc ra. Vảy ngược Tổ Long đó chính là chỗ cứng cáp nhất. Tam cô nương im lặng. Mẹ nó, sao tên đàn ông này lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Tam cô nương thấy Diệp Huyên chuẩn bị thật sự rút vảy rồng kia, vội vàng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía tam cô nương, hắn chớp chớp mắt, tam cô nương, không cần giúp, một mình ta làm được. Nói xong, hắn dùng sức, vảy rồng kia trực tiếp bị hắn rút ra. Tam cô nương. Diệp Huyên nhìn đánh giá, vảy rồng này không phải đặc biệt lớn, nhưng lại chắc chắn một cách dị thường, chắc chắn hơn những vảy rồng ở xung quanh gấp 4-5 lần. Đồ tốt. Nếu dùng thứ này làm thành bảo giáp, vậy tương đương với một đạo thể. Diệp Huyên rất hài lòng. Lúc này, tam cô nương đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên nhìn về phía tam cô nương, cười nói, tam cô nương, ta cũng không lấy không vảy rồng này đâu. Tam cô nương nhìn thấy Diệp Huyên, Diệp công tử là muốn dùng đồ vật trao đổi với ta sao? Diệp Huyên gật đầu, tam cô nương nếu nhìn chúng cái gì, chỉ cần ta có, đều có thể cho bà. Tam cô nương hỏi, thật sự? Diệp Huyên gật đầu. Hắn ngược lại không sợ, dù sao so với đạo môn thì hắn nghèo hơn. Tam cô nương nói, ta muốn một chút máu của Diệp công tử. Diệp Huyên kinh ngạc, máu của ta. Tam cô nương gật đầu, cũng không nhiều, một hồ lô là đủ. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen, như vậy còn không nhiều. Một hồ lô, hắn cũng không phải rồng. Lấy một hồ lô máu ra, sợ là người đều bị hư thoát mất. Tam cô nương lạnh nhạt nói, Diệp công tử là không muốn sao. Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, tam cô nương,
muốn máu của ta để làm gì? Tam cô nương cười nói, ta tự có chỗ dùng đến. Diệp Huyên trầm lặng. Tam cô nương mỉm cười, Diệp công tử còn sống, nhưng tổ long này của ta đã chết, máu của Diệp công tử có thể tái tạo lại, nhưng máu của tổ long này thì không thể, Diệp công tử. Diệp Huyên đột nhiên nói, Tam cô nương, một cái hồ lô máu quá nhiều. Đây là muốn rút cạn ta. Tam cô nương chớp chớp mắt, vậy nửa hồ lô này nhỏ như vậy, nửa bình hồ lô máu sẽ không gây ảnh hưởng lớn gì cho Diệp công tử. Diệp Huyên không nói gì, hắn đột nhiên phát hiện vảy rồng trong tay có chút bỏng tay. Tam cô nương đi đến trước mặt Diệp Huyên, cười nói có được không? Diệp Huyên không nói gì, hắn trực tiếp lấy ra một cái hồ lô, sau đó bắt đầu lấy máu, chỉ chốc lát đã lấp đầy nửa hồ lô máu. Diệp Huyên đưa hồ lô cho Tam cô nương, bà ta cũng không khách khí, tiếp nhận hồ lô, cười nói, đa tạ. Diệp Huyên nhìn Tam cô nương, lấy máu của ta làm gì vậy? Tam cô nương mỉm cười, yên tâm, ta sẽ không dùng máu của ngươi làm bậy đâu, chỉ là muốn nghiên cứu một chút, hơn nữa, máu của ngươi có thể cũng giúp ích cho đạo thể của ta. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Tam cô nương cất hồ lô, Diệp công tử. Chúng ta đi tu luyện mệnh quyền thôi. Nói xong, bà ta xoay người rời đi. Diệp Huyên nhìn thoáng qua Tam cô nương, sau đó đi theo. Trên đường, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, Tam cô nương, theo ta được biết, võ học đạo kinh này là khởi nguồn của những võ học của chư thiên vạn giới hiện nay. Như vậy, trước võ học đạo kinh này lại là cái gì? Hay là nói, trước võ học đạo kinh không hề có văn minh võ học nào? Tam cô nương trầm lặng. Diệp Huyên lại hỏi, không thể nói sao? Hay là không biết? Tam cô nương nhẹ giọng nói, ta đương nhiên là biết. Diệp Huyên cười nói, có thể nói một chút không? Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, muốn biết nền văn minh trước văn minh đạo kinh, vậy phải biết một chút về lịch sử vũ trụ này của chúng ta. Vũ trụ của chúng ta, ước tính cẩn thận, hẳn là đã tồn tại 100.000 tỷ năm. Mà văn minh võ học đạo kinh mới chỉ 360.000 năm. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm túc. Tam cô nương lại nói, so với vũ trụ này, con người thật sự rất nhỏ bé, mà đối với lịch sử của vũ trụ này, chúng ta cũng biết rất ít, ví dụ như, nó được hình thành như thế nào, con người lại là được sinh ra như thế nào. Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Trước văn hóa võ đạo đạo kinh, văn hóa võ đạo của vũ trụ này vô cùng lạc hậu. Con người của thời đại đó vẫn còn nằm trong giai đoạn luyện cơ thể, căn bản không biết luyện khí, tuổi thọ của con người cơ bản không đến trăm tuổi. Diệp Huyên nhíu mày, lạc hậu như vậy. Tam cô nương gật đầu, vô cùng lạc hậu, nhưng linh khí của thời đại đó rất nồng đậm, ít nhất nồng đậm hơn so với hiện tại gấp ngàn lần, bởi vì con người lúc đó không luyện khí, linh khí đối bọn họ mà nói, cơ bản không có tác dụng gì. Sư Tôn gọi thời đại đó là thời đại nguyên thủy. Bất kể là nền văn minh tinh thần hay văn minh võ đạo đều là nguyên thủy nhất. Sau khi Sư Tôn xuất hiện, ông đã sáng tạo ra một hình thức tu luyện mới, cũng chính là luyện khí. Hấp thu linh khí trong trời đất làm lớn mạnh bản thân, thay đổi bản thân, đột phá bản thân. Cũng bắt đầu từ thời đại của Sư Tôn, sức mạnh của con người càng ngày càng mạnh, mạnh đến mức có thể hủy diệt trời đất. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, lão tổ của đạo môn là tự học sao? Tam cô nương khẽ gật đầu, tự học, tự mình mày mò. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, lợi hại. Khai sáng ra một con đường mới, đây cũng không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Tam cô nương nói, sau khi Sư Tôn xuất hiện, hình thức tu luyện do ông sáng tạo ra đã thay đổi hoàn toàn vũ trụ của chúng ta, nhưng cũng mang đến tai họa ngập đầu cho vũ trụ này, bởi vì người tu luyện, hấp thu linh khí không chút tiết chế. Thậm chí là đoạt lấy linh khí của trời đất, thế cho nên rất nhiều thế giới bị hủy diệt. Nói xong, bà ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, loại hình thức ngươi làm ở vũ trụ ngũ duy cũng không tồi, bảo vệ thế giới, bảo vệ linh khí trời đất, đồng thời cấm cao thủ tùy tiện phá hư, dưới tình trạng như vậy, vũ trụ có thể sống càng lâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, Tam cô nương, vừa rồi bà nói lịch sử của vũ trụ này ít nhất đã 100.000 tỷ năm. Mà nền văn minh đạo kinh chỉ có hơn 300.000 năm, mà trước văn minh đạo kinh là thời đại nguyên thủy, vậy trước thời đại nguyên thủy kia thì sao?
Tam cô nương lắc đầu, không biết, bởi vì ở thời đại đó, con người đến chữ viết cũng chưa sáng tạo ra, bởi vậy, căn bản không có ghi chép nào. Nhưng mà sư tôn từng tính, hơn 10 triệu năm trước nền văn minh nguyên thủy, vũ trụ này có thể từng có một nền văn minh cực kỳ lớn mạnh. Diệp Huyên vội vàng hỏi, nền văn minh gì? Tam cô nương do dự một lát, sau đó lắc đầu, không biết. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó hỏi, vì sao lão tổ đạo môn nghĩ rằng hơn 10 triệu năm trước nền văn minh nguyên thủy, vũ trụ này đã có một văn minh lớn mạnh. Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, sư tôn từng vì truyền bá võ đạo đi khắp chư thiên vạn giới, ông từng gặp một vài chuyện không bình thường ở địa giới Bắc Hoang, nhưng rốt cuộc là chuyện không bình thường gì thì ta không biết. Ta chỉ biết, sau khi ông từ nơi đó trở về, tổ long vẫn luôn đi cùng ông đã ngã xuống. Mà sau đó, sư tôn đã tự tay phong ấn Bắc Hoang, bất kỳ người nào cũng không được bước vào nơi đó, mấy năm nay phong ấn buông lỏng, ta đã đi vào vài lần, nhưng đều không thể đi sâu vào, mà nơi đó quả thật không đơn giản. Bắc Hoang. Diệp Huyên trầm lặng, ghi nhớ chuyện này vào trong lòng. Lúc này, Tam cô nương dừng bước, bà ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, nền văn minh võ đạo đạo kinh, chỉ là khởi nguồn của các nền văn minh võ đạo ở vũ trụ này của chúng ta, nhưng không phải nền văn minh võ đạo duy nhất. Diệp Huyên cười khổ, Tam cô nương, là muốn nói với ta, còn có thế giới duy độ cao hơn. Tam cô nương hỏi lại, vì sao không có? Diệp Huyên nhíu mày, không phải thật sự có bát duy cửu duy đấy chứ? Tam cô nương lắc đầu, người cảm thấy tứ duy và ngũ duy có gì không nhau không? Diệp Huyên suy nghĩ, lắc đầu, không có gì khác nhau, chỉ là nền văn minh võ đạo của ngũ duy cao hơn tứ duy. Tam cô nương gật đầu, thực ra, bất kể là tam duy, tứ duy hay ngũ duy hay là thế giới bà xa gì đó, tất cả mọi người đều là nằm trong cùng một vũ trụ, chẳng qua là có người tách chúng ra, hơn nữa thiết lập vách ngăn vũ trụ, lúc này mới có cái gọi là phân chia tứ duy, ngũ duy, xét đến cùng, tất cả mọi người thuộc cùng một vũ trụ, chẳng qua ở khu vực khác nhau mà thôi. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, hiện tại đạo môn biết được chỗ xa nhất là chỗ nào? Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, thú nhân giới. Diệp Huyên nhíu mày, thú nhân giới. Tam cô nương gật đầu, một loại chủng tộc khác, đã tồn tại từ thời đại nguyên thủy. Bọn họ thật ra cũng là nhân tộc, nhưng bọn họ là một chủng tộc kết hợp giữa nhân tộc và yêu tộc. Bọn họ có thể nói là thiên địch của nhân tộc, năm đó nếu không phải sư tôn xuất thế, nhân tộc sợ là đã bị bọn họ tiêu diệt rồi. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, mạnh như vậy sao? Tam cô nương nhẹ giọng nói, không phải mạnh bình thường, bọn họ không chỉ có thiên phú tu luyện của nhân tộc, còn có cơ thể mạnh mẽ của yêu tộc, đặc biệt là phương diện cơ thể, so sánh với nhân tộc, bọn họ có được ưu thế trời ban, mà những thú nhân tu luyện cơ thể đến cực hạn càng vô cùng khủng bố. Nói đến đây, bà ta nhìn về phía Diệp Huyên, đạo thể chính là sư tôn sáng tạo ra dựa theo cách thức tu luyện cơ thể của bọn họ. Diệp Huyên nói cách khác, về phương diện cơ thể, thú nhân của thú nhân giới tiên tiến hơn loài người chúng ta. Tam cô nương gật đầu, đúng vậy, bởi vì cơ thể của bọn họ có ưu thế trời ban. Con người có lẽ phải tu luyện 20-30 năm mới có thể tu luyện được cơ thể như thế, nhưng bọn họ có thể vừa ra sinh ra đã có được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, ta hiểu rồi. Giờ phút này, hắn mới có sự hiểu biết đại khái về vũ trụ này. Vũ trụ rất lớn. Nền văn minh võ đạo cũng không phải chỉ có văn minh đạo kinh, nó chỉ là khởi nguồn của nền văn minh võ đạo của vũ trụ này, nhưng ai biết còn có vũ trụ khác hay không? Tam cô nương lại nói, Diệp công tử nếu muốn tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử của vũ trụ này, có thể đi đến Bắc Hoang, nhưng mà chỗ đó có hơi nguy hiểm, Diệp công tử hiện tại tốt nhất là đừng đi. Tránh việc có đi không về. Diệp Huyên. Lúc này, Tam cô nương dừng bước. Bà ta nhìn lướt qua bốn phía, sau đó nói, Diệp công tử, nơi này là chỗ bình thường ta hay tu luyện, không gian kiên cố lạ thường, Diệp công tử có thể tu luyện mệnh quyền ở đây, nhưng, ta phải nhắc nhở một chút, tu luyện mệnh quyền chính là liều mạng. Bởi vì ngay từ đầu phải thiêu đốt tuổi thọ. Diệp Huyên, thiêu đốt tuổi thọ. Diệp Huyên có chút cạn lời. Mệnh quyền này đúng thật là liều mạng. Tam cô nương cười nói. Nhưng nếu người thật sự tu luyện thành công, người sẽ cảm thấy xứng đáng để thiêu đốt tuổi thọ. Nhưng là,
theo ta thấy, tuổi thọ của Diệp công tử nhiều nhất cũng chỉ 1.000 năm, như vậy có hơi ít. Sợ là không đủ để Diệp công tử tu luyện mệnh quyền thành công. Cho nên, Diệp Huyên đột nhiên nói, trước cứ thử đã. Tam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyên, gật đầu, vậy trước tiên cứ thử xem. Nói xong, nàng ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau đó nói, Diệp công tử, người ngồi xuống đi, ta nói cho người một chút về lai lịch và tính đặc biệt của mệnh quyền. Diệp Huyên gật đầu, hắn ngồi xuống đối diện với Tam cô nương. Tam cô nương nói, mệnh quyền này là năm đó sư tôn tình cờ sáng tạo ra, lúc đầu ông vốn là không muốn đưa nó vào trong võ học đạo kinh, bởi vì môn quyền này rất hại thân, hơn nữa uy lực lại mạnh quá mức, người bình thường căn bản khó có thể kiểm soát. Nhưng sau khi nhìn thấy ta tu luyện, ông đã thay đổi chủ ý. Diệp Huyên chớp chớp mắt, vì sao? Tam cô nương nhìn Diệp Huyên, bởi vì ta có thể khống chế mệnh quyền này. Diệp Huyên. Tam cô nương tiếp tục nói, mệnh quyền dùng thiêu đốt tuổi thọ làm cá giá phải trả, có thể nói là kiếm tẩu thiên phong, sao, nhưng cũng chính vì kiểu kiếm tẩu thiên phong, mà yêu cầu đối với người tu luyện rất hà khắc, đầu tiên là thân thể, bởi vì lực lượng này thật sự quá mạnh, cơ thể bình thường căn bản không thể chịu được lực lượng của nó, nếu người thường tu luyện, một khi thi triển ra, có thể trực tiếp nổ tan xác mà chết, bởi vậy, người tu luyện ít nhất phải có đạo thể của quy nhất cảnh. Chỉ có đạo thể của quy nhất cảnh mới có thể chịu đựng lực lượng của nó. Thứ hai là thần hồn, trong quá trình tu luyện mệnh quyền, sẽ chịu đựng nỗi đau người thường khó có thể chịu nổi, thần hồn nhất định phải đủ mạnh, nếu không, thần hồn có thể sẽ bị diệt trong lúc tu. Diệp Huyên chớp chớp mắt, thần hồn câu diệt. Tam cô nương gật đầu, quyền ý này đột phá cực hạn của người thường, hơn nữa, bản thân lực lượng có được từ quyền này đã là kiếm tẩu thiên phong, bởi vậy, có rất nhiều tai hại. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cơ thể của ngươi đủ mạnh, về phần thần hồn, có lẽ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Vấn đề duy nhất chính là tuổi thọ của ngươi có hơi ít, nhưng mà năng lực giác ngộ của ngươi không tồi, hẳn không phải vấn đề quá lớn. Diệp Huyên gật đầu, vậy chúng ta bắt đầu đi. Tam cô nương nói, bây giờ ta truyền dạy cho ngươi một vài kinh nghiệm và điều tâm đắc của ta khi tu luyện mệnh quyền, hẳn là sẽ có ích đối với ngươi. Nói xong, bà ta chắp hai ngón tay chỉ một cái, ánh sáng trắng lập tức biến mất vào giữa hai chân mày của Diệp Huyên. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt, rất nhanh, vô số tin tức nhập vào trong đầu hắn. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Huyên bắt đầu vận hành tâm pháp của cuốn đạo kinh thứ 9, bắt đầu tu luyện mệnh quyền. Mà trong khoảnh khắc hắn vận hành tâm pháp của cuốn thứ 9, xung quanh hắn đột nhiên xuất hiện ngọn lửa lờ mờ. Thiêu đốt tuổi thọ. Không thể không nói, cái giá phải trả khi tu luyện mệnh quyền quả là hơi lớn. Thiêu đốt tuổi thọ. Phải biết rằng, mục đích cuối cùng của người thường khi tu luyện là gì? Đó là muốn kéo dài tuổi thọ. Mà mệnh quyền này thì ngược lại, trực tiếp muốn thiêu đốt tuổi thọ. Nhưng mà Diệp Huyên không thể không tu luyện. Việc cấp bách bây giờ của hắn là dùng mọi cách có thể để nâng cao thực lực của chính mình. Không có thực lực mạnh mẽ, tất cả đều là vô nghĩa. Thánh địa. Thánh chủ đi vào trong nhà trúc phía sau núi, trong vườn hoa kia, một cô gái đang chậm rãi tưới nước. Cô gái vẫn mặc chiếc váy dài màu xanh lá đậm. Thánh chủ đi đến bên cạnh vườn hoa, cung kính hành lễ chủ nhân, nhận được tin tức, Diệp Huyên đang tu luyện ở đạo môn, hiện tại đang tu luyện cơ thể đến quy nhất cảnh, không chỉ như thế. Hắn còn đang tu luyện võ học cao nhất của đạo môn, mệnh quyền. Cô gái gật đầu, ta biết rồi. Thánh chủ do dự một lát, sau đó nói, chúng ta không ngăn cản hắn sao? Cô gái cười nói, ngăn cản hắn để làm gì? Thánh chủ trầm giọng nói, hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Cô gái mỉm cười, ta biết. Thánh chủ muốn nói lại thôi. Cô gái nhìn thoáng qua thánh chủ, cho dù cơ thể và cảnh giới của hắn đạt đến thần cảnh, cũng không thể tạo nên mối đe dọa cho ta. Ngươi hiểu không? Thánh chủ lắc đầu, không hiểu. Cô gái cười nói, hắn có sống hay không, không phụ thuộc vào hắn, ta chết hay không chết, cũng không do hắn quyết định. Trận cờ này là ta và người đứng sau hắn đánh với nhau. Thánh chủ nhẹ giọng nói, cô gái váy trắng kia. Cô gái gật đầu,
người có thể giết ta và dám giết ta chỉ có cô gái kia và cha của hắn. Có thể nói, ta chỉ có một cơ hội, nếu như không thể một đòn lấy mạng, ta sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Mà hiện tại, thứ có thể kéo chân hai người này chỉ có nguyên nhân tai ách, cha của hắn cách nơi này cũng đủ xa, nếu ta động thủ, ông ta ngoài tầm tay với. Đương nhiên, cô gái váy trắng cách nơi này cũng không gần, nhưng nếu ta ra tay giết hắn, ta cũng sẽ chết. Một mạng đổi một mạng, đó là ý nghĩ trước đây của ta, hiện tại, ta không muốn một mạng đổi một mạng, bởi vì ta cảm thấy như vậy quá hời cho hắn. Cho nên, ta muốn một mạng đổi lấy nhiều mạng. Thánh chủ nhìn thoáng qua cô gái, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ông ta biết, người chủ nhân ở trước mặt đây có thể đang làm một chuyện điên rồ. Cô gái đột nhiên ngừng lại, nàng ta thấp giọng thở dài, thật là bất lực, chỉ cần ta muốn giết hắn, cho dù làm như thế nào, đến cuối ta nhất định đều sẽ chết. Nhưng mà, cũng không quan trọng. Thánh chủ trầm giọng nói, chủ nhân một tia sống sót cũng không có sao. Cô gái lắc đầu, không có cơ hội sống. Thánh chủ do dự một lát, sau đó nói, vậy vì sao không từ bỏ? Cô gái cười nói, có một số việc nhất định phải làm, cho dù là chết. Nói xong, nàng ta xem nhìn thoáng qua thánh chủ, ngươi không cần quá lo lắng, tiếp sau ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Diệp Huyên chết, cô gái váy trắng nhất định sẽ nổi điên, cả vũ trụ đều sẽ run rẩy dưới kiếm của nàng, hơn nữa, không ai có thể ngăn cản nàng ta, cho dù là hai người đàn ông kia cũng không, bởi vì bọn họ không thể ngăn cản một thiên mệnh mất đi lý trí. Nhưng có một nơi nàng ta không thể ra tay, đó chính là nơi anh của nàng chết đi, chỉ có đến nơi đó, mới có thể giữ được một mạng. Thánh chủ run giọng nói, chủ nhân, cô gái kia thật sự là vô địch sao? Cô gái gật đầu, cười nói, chính là vô địch. Nếu không phải do nguyên nhân tai ách, ta đến một chút cơ hội cũng không có. Mà cho dù có nguyên nhân tai ách, chỉ cần ta động đến Diệp Huyên, ta cũng sẽ phải chết. Nhưng ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chết. Thánh chủ còn muốn nói cái gì, cô gái lại phất tay, ngươi lui xuống đi. Thánh chủ không dám nói thêm cái gì, cung kính hành lễ, sau đó lui xuống. Cô gái buông dụng cụ trong tay, nàng ta chậm rãi đi vào nhà trúc, trong nhà trúc chỉ có một cái giường, một bàn, một ghế trúc. Cô gái đi đến ngồi xuống trước bàn trúc, nàng ta nhấc ấm trà tự rót cho mình một chén, nhưng nàng ta cũng không uống, mà rơi vào trầm tư. Rất lâu sau, cô gái nâng chén trà lên, nhẹ giọng nói, ta không trách ngươi. Nhưng mà hắn phải chết. Nói xong, nàng ta nâng chén trà lên uống cạn, sau đó đứng dậy rời khỏi nhà trúc. Sau khi ra ngoài nhà trúc, nàng ta cũng chỉ nhẹ vung tay một cái, không gian trước mặt lập tức nứt ra. Ngay sau đó, nàng ta bước vào trong không gian bị nứt ra đó. Bắc Hoang, cực kỳ ít người biết đến nơi này, bởi vì nơi đây là một cấm địa thật sự. Cho dù là cao thủ thần cảnh cũng không dám tùy tiện bước đến đây. Nơi đây sở dĩ được gọi là cấm địa, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bản thân nơi đây đã rất đặc biệt. Thứ hai, nơi đây có cấm chế do lão tổ đạo môn thiết lập. Rất nhiều năm qua, vô số người từng đến đây tìm kiếm cơ duyên, nhưng có thể còn sống đi ra thì lại ít. Cho dù có thể còn sống đi ra, đó cũng là bởi vì không tiến sâu vào trong. Hôm nay, một cô gái đi vào địa giới Bắc Hoang. Chính là cô gái thần bí ở thánh địa. Cô gái thần bí bước chậm rãi về phía Bắc Hoang, khi đi đến một con sông, một lực lượng vô hình đột nhiên chắn ở trước mặt nàng ta. Cô gái thần bí nhẹ vung tay, lực lượng vô hình kia lập tức biến mất không chút tung tích. Nàng ta tiếp tục bước đi, không bao lâu, một lực lượng thần bí đột nhiên bao trùm lấy toàn thân của nàng ta. Cô gái thần bí mỉm cười, pháp tắc đại đạo. Nói xong, nàng ta vung tay phải lên, lực lượng thần bí kia biến mất ngay tức khắc. Cô gái thần bí đi tiếp, chỉ chốc lát, nàng ta đi đến trước một nhà cao tầng, tòa nhà có tổng cộng 12 tầng. Cô gái ngẩng đầu nhìn về phía nhà cao tầng kia, ở giữa tòa nhà có ba chữ to màu đen, Bạch Ngọc Kinh. Cô gái đi về phía lối vào, khi nàng ta đến gần Bạch Ngọc Kinh. Một lực lượng thần bí đột nhiên chắn trước mặt nàng ta, cùng lúc đó, một bóng mờ dần hiện ra trước mặt cô gái thần bí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 129.